Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 124. Chương 4351. Nhà họ Trương canh giữ lăng mộ Tổ Long ngàn năm qua, tất cả tài sản kế thừa đều được truyền lại từ Tổ Long lại được truyền từ Hoàng đế Hiên Viên. Ai dám nói bí thuật của Hoàng đế Hiên Viên là rác rưởi? Lúc này, Tần Lương Ngọc cũng xuất hiện. Lũ chó Vi Hào các người đã ngông cuồng đến mức coi thường Hoàng đế Hiên Viên rồi sao? Đã đến lúc phải có người ra tay đánh chết lũ chó các người rồi. Từ Huy Tổ cầm giáo, chế nhạo. Sự xuất hiện đột ngột của đám người Tiêu Chính Văn khiến Trương Kỳ sợ đến mức xanh mặt, ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chính Văn trên không trung, cả người run bần bật. Tơ Ma Cây Trì cũng sợ đến nỗi mặt không còn một giọt máu, gần như xoay người bỏ chạy ngay lập tức, nhưng chưa đi được nửa bước đã bị một ông lão mặc áo choàng chặn lại. Tơ Ma Cây Trì lúc này đâu còn khí thế ngạo mạn như trước. Hai chân hắn run rẩy, mắt đảo quanh, hệt như con chó mất chỗ dựa. Người ông ta đang đối mặt là Tiêu Chính Văn, người đã cho Vi Hào tắm máu nhiều lần. Hơn nữa, Vi Hào cũng đã phái người đến quan sát trận đấu ở thành Thiên Đô. Ngày đó Tiêu Chính Văn gần như bất khả chiến bại, giết liên tiếp 8 vị cao thủ đại đế. Lúc đó, Tơ Ma Cây Trì cũng có mặt, cảnh tượng đáng sợ đó vẫn in sâu trong tâm trí hắn. Hơn nữa, tối hôm trước, Inoue còn đặc biệt nhắc đến Tiêu Chính Văn. Ở vùng ngoài lãnh thổ có rất nhiều thiên tài, nhưng ông ta lại chỉ nhắc đến Tiêu Chính Văn, bởi vì Tiêu Chính Văn không chỉ vô song cái thế trong thế hệ trẻ, mà ngay cả rất nhiều tiền bối cũng kính sợ Tiêu Chính Văn. Nhưng điều mà hắn không bao giờ ngờ tới đó là hôm nay lại phải đối mặt với Tiêu Chính Văn. Đừng nói đến việc ra tay với Tiêu Chính Văn, mà chỉ cần một ánh mắt của Tiêu Chính Văn cũng đã khiến hắn sợ đến mức hai chân run rẩy. Trương Kỳ còn chưa bao giờ nghĩ đến việc Tiêu Chính Văn sẽ đích thân đến thành Minh Nguyệt. Thực ra phần lớn sự bất mãn của ông ta đối với nhà họ Trương đều đến từ Tiêu Chính Văn. Từ ngày Tiêu Chính Văn giết Trương Đạo Linh, cái tên này đã lan rộng khắp nhà họ Trương. Mặc dù lúc đó nhà họ Trương vẫn coi thường Tiêu Chính Văn, nhưng sau đó, tên tuổi của Tiêu Chính Văn ngày càng truyền xa, khí thế cũng ngày càng vang dội. Trương Kỳ mới dần chú ý tới Tiêu Chính Văn. Nhưng cũng chính vì điều này, ông ta càng không cam lòng. Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi, mà ông ta đã dừng lại ở cảnh giới nhân hoàng cấp 9 hơn trăm năm rồi. Ngay cả một tên hậu bối cũng có thể đột phá đến đế cảnh trong nháy mắt, tại sao ông ta lại không thể? Chính vì điều này ông ta mới hoài nghi về sự kế thừa của nhà họ Trương, thậm chí hoài nghi nhà họ Trương bị Tổ Long lừa dối. Lúc này, khi ông ta đối mặt với Tiêu Chính Văn, chỉ một chút uy lực cũng đã khiến ông ta sợ hãi. Thậm chí ông ta còn không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Chương 4352 cậu Tiêu, cậu đích thân đến thành Minh Nguyệt thật sao? Trương Việt nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khó tin. Cả vùng ngoài lãnh thổ, còn ai không biết đến Tiêu Chính Văn? Cái tên này tượng trưng cho sự uy nghiêm, đồng thời là đại diện cho sự quyết đoán. Cả nhà họ Trương truyền đến tiếng hít thở sâu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Trương Kỳ và Tơ Ma Cây Chi, giễu cợt, chẳng phải các người nói tam tuyệt trận của nhà họ Trương là rác rưởi sao? Các người thử phá vỡ tam tuyệt trận của tôi xem nào. Hôm nay, ở trước mặt người của thành Minh Nguyệt, tôi sẽ chứng minh cho cả thế giới biết bí thuật âm dương của Vi Hào các người mới là rác rưởi. Tiêu Chính Văn nói xong liền chỉ tay về phía trước. Một tia sét màu tím phóng thẳng ra. Mặc dù chỉ là một động tác đơn giản, nhưng dường như cả trời đất đều đang rung chuyển bởi ngón tay của Tiêu Chính Văn. Thiên tuyệt trận, một trận pháp trong tam tuyệt trận, như tên gọi của nó, thừa hưởng sức mạnh của trời, phá hủy vạn vật. Nếu tôi dùng toàn bộ sức lực thì sẽ bị coi là ức hiếp kẻ yếu. Hôm nay, tôi sẽ chỉ dùng một ngón tay để đấu. Nếu ai đánh bại được tôi, thậm chí chỉ cần khiến tôi lùi nửa bước, tôi sẽ coi như các người thắng. Nếu các người không thẳng nổi một ngón tay của tôi, vậy thì các người phải dập đầu xin lỗi trước thi thể của đại trưởng lão. Xẹt, một tia sét tím kèm theo tiếng sấm vang dội phóng thẳng về phía Trương Kỳ. Mặc dù chuyện Tiêu Chính Văn dùng một ngón tay để khiêu chiến với Trương Kỳ vốn dĩ đã được coi là một nỗi sỉ nhục, thế nhưng Trương Kỳ lại không dám xem thường Tiêu Chính Văn. Lúc này, ông ta đã cảm nhận một luồng khí tức chết chóc đang áp sát về phía mình. Đối diện với tia sét đó, Trương Kỳ căn bản không dám chống chọi. Vội vàng né người sang một bên, cố gắng hết sức giữ khoảng cách an toàn với Tiêu Chính Văn.
Ông ta vốn là một trong số những truyền nhân của nhà họ Trương, có lĩnh hội rất sâu sắc về thiên tuyệt trận của nhà họ Trương. Thiên tuyệt trận là bí trận hội tụ lôi pháp, điện pháp và cả trận pháp hư không, nếu nói lúc trước không có chút lực sát thương nào đối với Trương Kỳ thì đó là bởi vì người sử dụng trận pháp là người khác. 10 Trương Việt hợp sức cũng chẳng thể đấu lại được một đầu ngón tay của Tiêu Chính Văn. Đối diện với thiên tuyệt trận do Tiêu Chính Văn sử dụng, Trương Kỳ thậm chí còn hoàn toàn buông bỏ trận pháp gia truyền của nhà họ Trương, thể hiện luôn bí thuật âm dương. Ông ta sẽ không khoanh tay chịu trói. Dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng đã nói, chỉ ép được anh lùi ra sau một bước thì cũng coi như Tiêu Chính Văn thua cuộc, dù dùng hết mọi giải thuật thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Chính Văn, thế nhưng ép cho anh lùi ra sau một bước thì chưa chắc đã hoàn toàn không có khả năng. Chỉ thấy khí đen lượn lờ khắp người Trương Kỳ, một con rắn đen khổng lồ dần xuất hiện. Chương 4353 con rắn đen khổng lồ dài tới mấy chục mét này vừa mới xuất hiện đã phun nọc đen ngòm và lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Thế nhưng Tiêu Chính Văn căn bản chẳng buồn liếc nhìn con rắn lớn đó lấy một cái, chỉ khẽ giơ ngón tay lên và chỉ điểm lên khoảng không trước mặt. Một quầng sáng giống như sóng nước tỏa ra khắp bốn bề. Cùng lúc này, ánh sáng màu vàng chói mắt cũng chiếu cho hư không khắp người Tiêu Chính Văn hóa thành sắc vàng. Lại nhìn con rắn đen kia, sau khi gặp phải ánh sáng màu vàng thì giống như băng tuyết gặp phải mặt trời giữa buổi ban trưa, nháy mắt đã bị dung hòa bên dưới khoảng sáng màu vàng. Trương Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ tới mức hồn bay phách lạc. Ông ta không thể ngờ được bí thuật âm dương mà ông ta hết sức tôn sùng lại không chống đỡ nổi một đòn bình thường như vậy của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng không để cho ông ta có bất cứ phản ứng gì, màn ánh sáng giống như sóng nước đã trực tiếp bao trùm lấy ông ta. Khụ, Trương Kỳ phun ra một ngụm máu lớn. Ông ta thậm chí còn chẳng nhìn thấy rõ Tiêu Chính Văn ra tay kiểu gì, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng, chói tới độ khiến ông ta còn chẳng mở nổi được mắt ra. Ngay sau đó giống như bị vô số ngôi sao băng đâm trúng, xương khớp cả người đều chấn động tới sắp vỡ nát luôn rồi. Đám người nhà họ Trương nhìn thấy rất rõ Tiêu Chính Văn sử dụng trận pháp hư không bên trong thiên tuyệt trận. Thậm chí ngay cả bản thân Trương Việt cũng không ngờ bí trận hư không bên trong thiên tuyệt trận của nhà họ Trương còn có thể dùng như thế. Thật ra bí trận hư không không có hiệu quả giống như trận pháp không gian mà Tiêu Chính Văn lĩnh hội được từ ông Lão Hoa Sơn khi trước, mà là trận pháp phòng ngự bên trong thiên tuyệt trận. Bên trong trận pháp hoàn chỉnh đó đều có công có thủ, công thủ vẹn toàn. Chứ không phải chỉ có công không có thủ. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa có ai nói với truyền nhân của nhà họ Trương rằng hóa ra trận pháp hư không khi phòng thủ còn có thể cho ra một đòn chí mạng nhắm thẳng vào đối phương. Trận pháp hư không đơn giản như vậy lại đánh bại Trương Kỳ chỉ trong nháy mắt, chuyện này rõ ràng không thể tin nổi. Rõ ràng, Tiêu Chính Văn còn hiểu về tam tuyệt trận hơn cả người nhà họ Trương, trên phương diện vận dụng thì còn đạt tới ngưỡng dày công tôi luyện. Cơ thể của Trương Kỳ rớt xuống từ trên hư không, nặng nề ngã ngay bên cạnh xác của đại trưởng lão. Bây giờ ông còn cảm thấy nhà họ Trương khiến ông dậm chân tại chỗ nữa không? Thiên tuyệt trận đơn giản như vậy đã có thể đánh bại ông chỉ với một chiêu, ông hiểu biết bao nhiêu về tam tuyệt trận của nhà họ Trương. Chương 4354 thiên địa nhân chính là tam tài, bởi vì tam tài mà có tam tuyệt, trên thực tế, tam tuyệt trận đã bao hàm vô số điều huyền diệu bên trong vũ trụ. Bây giờ ông thử nói xem là bản thân ông quá ngu ngốc hay là tam tuyệt trận quá vô dụng. Tiêu Chính Văn cười khẩy, liếc nhìn Trương Kỳ nói. Nhìn thấy bí thuật âm dương được mình tâng bốc lên tận trời lại bị Tiêu Chính Văn phá bỏ dễ dàng như vậy, lại còn bị đánh trọng thương, nỗi đau đớn trong lòng Trương Kỳ còn lớn hơn gấp trăm nghìn lần so với nỗi đau xác thịt. Ông ta không phục, thế nhưng vì yếu thế hơn nên dù ông ta có tức tới độ lồng ngực sắp nổ tung thì căn bản cũng chẳng dám phản bác. Mà người còn phẫn nộ hơn chính là Tơ Ma Cây Chi. Nhìn thấy kế hoạch của mình sắp thành công. Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn đã lại cho nhà họ Trương thêm niềm tin, hơn nữa thứ gọi là bí thuật âm dương được hắn tâng bốc khi trước lúc này chẳng đáng là gì ở trong mắt người nhà họ Trương. Hắn rất muốn giống như đánh bại đại trưởng lão, một chiêu chém đôi người Tiêu Chính Văn, thế nhưng bây giờ, không có Hachiki Orochi tương trợ trong bóng tối, hắn căn bản ngay cả dũng khí ra tay cũng chẳng có. Anh Tiêu, hình như chúng ta đã có hiểu nhầm gì rồi. Đều là Trương Kỳ chủ động muốn gia nhập vào âm dương giáo của tôi cũng chỉ là không nhẫn tâm nhìn thấy nhà họ Trương suy tàn mà thôi, Tơ Ma Cách Chi lên tiếng. Hiểu nhầm, tôi thấy không có đơn giản như vậy nhỉ,
không phải anh rất thích khiêu chiến với tông môn và thế gia của Hoa Quốc chúng tôi sao? Không phải nói có thể chém giết ngược dòng, vượt qua mấy cảnh giới, giết chết cao thủ của Hoa Quốc chúng tôi sao? Hôm nay không cần anh chém giết ngược dòng, trong số hàng chục nghìn đệ tử của nhà họ Trương, tùy tiện chọn ra một người làm đối thủ của anh, tôi dám cá cậu ta cũng có thể lấy đi cái mạng chó của anh chỉ với một chiêu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Tơ Ma Cây Chi, trong mắt bừng bừng sát khí, khiến cho Tơ Ma Cây Chi có cảm giác giống như rơi vào hầm băng. Trên trán Tơ Ma Cây Chi cũng lấm tấm những giọt mồ hôi, xem ra Tiêu Chính Văn đã nhìn thấu chút mánh khóe kia của bọn họ rồi. Không phải là người nhà họ Trương mạnh mà là Tiêu Chính Văn cũng có thể dùng sức mạnh để cầm chân hắn tại chỗ giống như Hachiki Orochi. Nghĩ tới đây, Tơ Ma Cây Chi vô thức quay đầu nhìn về phía ông lão tóc trắng phía sau lưng mình, đường lui của hắn đã bị ông lão chặn mất hoàn toàn, hơn nữa khí tức của hắn cũng bị ông lão khóa chặt. Đừng nói là chạy. Dù hắn chỉ có một động tác quay người thôi thì một giây sau cũng sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Tơ Ma Cây Chi thấy ngay cả tia hy vọng tháo chạy cuối cùng cũng đã lụi tắt thì cũng chỉ đành buông xuôi. Hơn nữa, dẫu sao đối phương cũng chỉ là một đệ tử của nhà họ Trương mà thôi, hắn chưa chắc đã không thể phá được một con đường máu để chạy về Âm Dương Giáo. Được, nếu như anh Tiêu đã nói như vậy thì tôi cũng muốn lĩnh giáo một chút kiến thức đã bị thất truyền có 102 của nhà họ Trương. Nói tới đây, Tơ Ma Cây Chi chỉ vào một bé trai chừng 6, 7 tuổi trong đám người, nói, nó đi. Vô liêm sỉ. Chương 4355 xuất sinh. Người vi hào thật đúng là không có thể diện. Lại đi khiêu chiến với một đứa trẻ 6-7 tuổi. Ngay cả đám người nhà họ Trương cũng không khống chế nổi lửa giận trong lồng ngực nữa. Anh Tiêu, anh sẽ không nuốt lời đấy chứ. Tơ Ma Cây Chi cười rất ngây thơ, trong lòng đang thầm đắc ý. Dù đường sống của mình đều bị Tiêu Chính Văn chặn cứng, thế nhưng một đứa trẻ 6, 7 tuổi thì có thể làm gì được hắn đây? Tuy nhiên, đáng tiếc là hắn hoàn toàn nhầm rồi, Tiêu Chính Văn căn bản không thể cho hắn cơ hội chạy thoát. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn dùng tay chỉ ra, một tia sáng màu vàng bao phủ lấy bé trai đó. Bé trai ban nãy còn sợ hãi vô cùng và không ngừng lùi ra sau, thế nhưng giây phút này đột nhiên lấy lại tinh thần, tiến lên trước một bước. Chỉ là một bước đáp xuống, cả khoảng sân của nhà họ Trương đều trở nên rúng động ngay tức khắc. Tơ Ma Cây Chi đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó hai khí âm dương lập tức được quy tụ trong lòng bàn tay hắn. Dẫu sao hắn cũng là đệ tử của đại đệ tử số 1 của Hachiki Orochi, Trương Kỳ tuyệt đối không thể so với hắn về sự lĩnh hội bí thuật âm dương. Tùy tiện vung tay lên đã xuất hiện một hình thái cực âm dương lượn vòng với tốc độ cực nhanh trong không trung. Chỉ có điều, hình thái cực âm dương của hắn căn bản không có năng lực kiểm soát sức sống và tử khí, chẳng qua chỉ điều động nguyên khí âm dương giữa trời và đất mà thôi. Thế nhưng, dù hai khí âm dương kia có lan ra thế nào thì cũng chẳng thể xâm phạm tới một chút ánh sáng vàng trên người bé trai. Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé non nớt của bé trai khẽ siết lại, ngay sau đó một nắm đấm được tung ra. Khoảnh khắc đó, mặt đất xuất hiện vô số khe rãnh sâu không thấy đáy. Nham thạch nóng chảy phun thẳng lên trời khiến cho nửa khoảng trời đều nhuốm thành sắc đỏ. Khụ, Tơ Ma Cây Chi nôn ra máu rồi văng ra xa. Không phải hắn không mạnh mà là đòn này của đối phương quá mạnh. Mặc dù đòn đánh như vậy, bé trai kia chỉ có thể tung ra một lần, thế nhưng một lần là đủ rồi. Bí thuật âm dương của anh hình như không linh nghiệm nhỉ. Thứ gọi là bí thuật âm dương lại vô dụng tới vậy sao? Ngay cả một đứa bé 6, 7 tuổi cũng không đánh lại nổi. Tôi chẳng qua chỉ mới cho nó dùng trận pháp của địa tuyệt trận mà thôi, anh đã thất bại thê thảm tới mức này rồi, xem ra trận chiến giữa anh và đại trưởng lão cũng có không ít ẩn tình nhỉ. Giọng nói của Tiêu Chính Văn lạnh lùng tới cực điểm, thẳng thừng vạch trần nội tình bên trong. Chương 4356 Tiêu Chính Văn nói thế khiến mọi người hoảng sợ không thôi. Đúng là cả người cậu bé đó phát ra ánh sáng vàng. Hơn nữa đúng như Tiêu Chính Văn nói, sau đó đánh cú đấm đó ra, ánh mắt cậu bé đó lại trở nên sợ sệt như trước. Nhưng chỉ riêng một luồng khí tức trận pháp địa tuyệt cũng có thể đánh bại Tơ Ma Cây Chi, sao hắn có thể nghịch thiên giết đại trưởng lão được? Lúc này ánh mắt người nhà họ Trương đều lộ ra vẻ hung dữ. Tiêu Chính Văn bước ra một bước đi đến trước mặt Trương Kỳ, sau đó giơ chân lên đá ông ta đến bên cạnh Tơ Ma Cây Chi. Mau chóng đập dầu với một người sư phụ mà không đánh lại một đứa trẻ của ông đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng chế nhạo.
Nghe thế người nhà họ Trương lập tức vỗ tay tán thưởng, đồng thời càng lên tiếng lên án Trương Kỳ. Ngay khi Trương Kỳ và Tơ Ma Cây Chi thầm tính toán thoát thân thế nào, Tiêu Chính Văn lại tiến đến một bước nữa đi đến gần hai người họ. Các người nói xem tam tuyệt trận của nhà họ Trương có điểm nào không bằng bí thuật âm dương của Vi Hào. Tơ Ma Cây Chi chỉ cười mỉa với câu hỏi của Tiêu Chính Văn. Lúc này ở đằng xa đã có một luồng khí tức đang đến gần nhà họ Trương. Hơn nữa thấp thoáng có thể thấy đám mây màu đen ở chân trời, chứng tỏ người của âm dương giáo sắp đến nơi rồi. Tiêu Chính Văn, cậu làm thế là đang bắt nạt hậu bối. Vừa dứt lời, Inoue xuất hiện trên bầu trời nhà họ Trương. Khí tức quanh người Inoue cực kỳ mạnh, không hề che giấu tu vi cảnh giới đế quân của ông ta, uy lực vô hình lại khiến người nhà họ Trương cảm thấy lo lắng không thôi. Tiêu Chính Văn, Tơ Ma Cây Chi chẳng qua chỉ là hậu bối đế cảnh cấp 2, cậu bắt nạt hậu bối với thân phận là đại đế thì có bản lĩnh quái gì chứ? Tôi sẽ không trơ mắt nhìn cậu bắt nạt kẻ yếu. Inoue lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Hiển nhiên lúc này ông ta đã dấy lên ý muốn giết người. Tin tức Tiêu Chính Văn bị đánh bị thương nặng đã không còn là bí mật nữa, hơn nữa nhân lúc người ta bị bệnh đến lấy mạng là phong cách làm việc của người Vi Hào. Cơ hội tốt như thế, ông ta không muốn bỏ lỡ. Giết Tiêu Chính Văn vừa có thể lập công vì Vi Hào, vừa tiêu diệt được mầm họa lớn nhất sau này của Vi Hào. Hơn nữa Tiêu Chính Văn là ai? Hiện giờ anh chính là nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Cho dù Tiêu Chính Văn có bị thương nặng hay không, chỉ cần giết được Tiêu Chính Văn, ông ta có thể nổi danh ở vùng ngoài lãnh thổ trong một đêm. Thế nên lần này Inoue vốn dĩ muốn đến giết chết Tiêu Chính Văn. Ồ, bắt nạt kẻ yếu, vậy thì được, tôi cũng tiện thể cho ông cảm nhận mùi vị bị bắt nạt. Nếu ông đã muốn đánh thì cứ đánh. Nói rồi Tiêu Chính Văn lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn Inoue. Dù biết rõ đối phương là cao thủ cảnh giới đế quân, Tiêu Chính Văn cũng không để tâm đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4357 so với 4 cậu chủ chiến quốc, đế quân chỉ có đế cảnh cấp 7 này của Inoue không thể lên võ đài. Gì cơ, đánh với tôi, Inoue làm như thế vừa nghe được một câu nói nực cười nhất, lạnh lùng chế giễu Tiêu Chính Văn, đừng quên cậu đã bị thương nặng, tôi chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền nát cậu thành bột. Nghe thế Tiêu Chính Văn lạnh nhạt cười, xoay người nhìn Trương Việt nói, nếu muốn giết ông ta thật thì chẳng qua chỉ mà một chiêu nửa thức thôi. Nhưng hôm nay tôi sẽ để đệ tử nhà họ Trương các người nhìn rõ vào điểm tuyệt diệu của truyền thừa Tổ Long. Vì các người là người canh giữ mộ của Tổ Long nên có lẽ sẽ tự tin kiên định, không dao động bởi bất kỳ ngoại vật nào. Nói rồi Tiêu Chính Văn chỉ tay lên trời, lạnh lùng nói, sấm đến. Ngay tức khắc có một tia màu xanh lam lao đến. Đó không chỉ là một tia sấm chớp bình thường mà là sấm điện cực lớn to hơn tàu hỏa 3 lần đánh vào không trung. Tiêu Chính Văn chỉ đưa một ngón tay, sấm chớp cực lớn đó như một con rắn lượn vòng trên ngón tay Tiêu Chính Văn. Trong không trung từng tiếng sấm vang lên không dứt, người nhà họ Trương nhìn mà hoảng sợ. Mưa đến. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, cơn mưa lớn xối xả rơi xuống. Chỉ là trong những giọt mưa này đều có tử khí. Đúng thế, đây chính là mưa tử vong đáng sợ nhất trong thiên tuyệt trận. Có thể vô hình trung tiêu hao sinh khí trong người đối thủ, giết người một cách lặng lẽ. Gió nổi, vừa dứt lời, trung tâm sân nhà họ Trương lập tức nổi lên một cơn lốc xoáy khổng lồ có diện tích tương đương với một sân bóng. Trung tâm của cơn lốc, từng ánh điện màu tím xuyên qua dẫn đến thẳng bầu trời. Đáng sợ như thể mở ra cánh cửa không gian khác. Nhìn thấy cảnh tượng này không chỉ người nhà họ Trương mặt mày trắng như tờ mà ngay cả Inoue cũng nổi da gà cả người. Da đầu tê lại, mồ hôi lạnh thi nhau chảy dọc theo gương mặt Inoue. Vì mặc dù khí tức này không thuộc về cấp bậc đế quân nhưng lại mạnh hơn đế quân. Cuối cùng Inoue cũng hiểu tại sao Tiêu Chính Văn lại được các đại tài thời cổ xưa của Hoa Quốc lựa chọn và bảo vệ. Ngay cả cao thủ cảnh giới đế quân như ông ta cũng cảm thấy khá áp lực khi đối mặt với Tiêu Chính Văn. Bí thuật âm dương thật sự đâu phải là thứ mà ông có thể tưởng tượng được. Inoue vừa nhấc tay lên, hai thanh thiên đao một đen một trắng chém dọc xuống. Chương 4358 đoạn đao chạm, đây là tuyệt kỹ Vi Hào được lưu truyền lại từ thời Mokita. Đoạn đao chạm có thể làm gãy trời đất,
có thể chém trời trăng, sông núi. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không thèm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ lạnh lùng nói, đạo trời to lớn, áp chế tam tài, tẩy sạch hỗn độn, đều là thiên tuyệt. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, vô số tia chớp đánh xuống như mưa. Trên bầu trời, như thể một khoảng trống cực lớn bị vô số sấm chớp đánh xé toạc, mà những tia chớp đó giống mưa sao băng xuống xuống rời trong khoảng trống đó, tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thi nhau rơi xuống đỉnh đầu Inoue. Gió nổi lên, Tiêu Chính Văn chỉ ngoắc ngón tay đã thấy lốc xoáy như có sinh mệnh, lập tức hút hết toàn bộ sấm chớp rơi xuống từ không trung vào trung tâm cơn gió lốc. Trung tâm gió bão tối đen lúc này lại phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Cũng đúng lúc này vô số cơn mưa chết chóc và sấm chớp cùng tụ lại một chỗ. Cơn gió lốc đang chuyển động đó vừa cho người khác cảm giác như có sinh linh, vừa cho người khác một kiểu chết như đi vào cõi âm. Lúc này dường như trời đất đang nổi giận, ngay cả nham thạch nóng chảy trong đất cũng sôi trào. Vút, nham thạch đỏ rực trào ra khỏi mặt đất như thể mặt đất cũng đang gầm gừ kêu gào. Giết, Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt chỉ ngón tay lên, bầu trời tràn ngập sát khí tà ác. Thấy thế cả người Inoue cũng không khỏi run rẩy. Lúc này ông ta như cảm nhận được không phải là Tiêu Chính Văn muốn giết mình mà là trời đất nổi giận, trời đất muốn tiêu diệt ông ta. Dù ông ta có mạnh hơn chăng nữa cũng chỉ là một đế quân sơ kỳ của đế cảnh cấp 7 mà thôi. Mặc dù miễn cưỡng bước vào hàng cao thủ nhưng không thể chống đối lại trời đất. Ngay cả đỉnh cao đế quân cũng buông tay chịu trói khi đối mặt với sát khí dữ dội mà trời đất phóng ra này chứ đừng nói gì đến ông ta. Cơn lốc xoáy khổng lồ đập xuống dữ dội, Inoue nôn ra một ngụm máu. Sau đó không khí xung quanh ông ta lại xuất hiện hiện tượng nứt vỡ. Tất cả sinh khí trong người ông ta gần như bị rút cạn chỉ trong thoáng chốc, cả người đều già đi 100 tuổi. Thấy cảnh tượng này người nhà họ Trương không dám tin đây chính là thiên tuyệt trận của nhà họ Trương. Hóa ra thiên tuyệt trận được dùng như thế, thì ra thiên tuyệt trận còn có thể đại diện cho ý chí trời đất. Lẽ nào mấy ngàn năm nay người nhà họ Trương đều nhầm rồi sao? Họ chỉ biết thiên tuyệt trận có thể mượn sức mạnh của mưa gió sấm chớp nhưng lại không biết thiên tuyệt trận lại có thể kết nối với trời đất, hủy diệt mọi thứ trên thế gian này với uy lực của trời đất. Cho dù đối phương có mạnh thế nào, ai có thể chống đối lại với trời đất? Chương 4359 lúc này Inoue tuyệt vọng ngẩng đầu lên, đến bây giờ ông ta đã không còn cơ hội chạy thoát nữa rồi. Khuôn mặt ông ta chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng, ông ta đã thua cuộc. Đối mặt với sát khí cuồng bạo này, Inoue cũng không thể nào chống đỡ nổi. Phụt, bịch, cả người Inoue biến thành vũng máu, một tia chớp cực lớn đánh vào mặt đất ông ta vừa đứng. Một cái hố rất sâu xuất hiện trước mặt mọi người. Bây giờ ai dám xem thường uy lực của thiên tuyệt trận nữa, Tiêu Chính Văn cúi xuống nhìn mọi người bên dưới như một vị thần giáng trần. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, trên mặt người nhà họ Trương ngoài vẻ khiếp sợ còn có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ khó nói nên lời. Từ xưa đến nay, nhà họ Trương cũng từng xuất hiện rất nhiều thiên tài, nhưng không ai có thể phát huy tam tuyệt trận đến mức như Tiêu Chính Văn. Chỉ một thiên tuyệt trận đã có thể chấn động đất trời, mang theo oai phong kinh thiên động địa, nhấc tay lên đã tiêu diệt hết thảy. Giờ phút này, ngay cả Trương Việt lúc trước lòng đã nguội lạnh như cho tàn nay cũng dấy lên ngọn lửa hy vọng. Rồi sẽ có một ngày, ông ta cũng có thể dựa vào tam tuyệt trận nhà họ Trương đã truyền thừa mấy ngàn năm, làm rạng danh nhà họ Trương một lần nữa. Trương Kỳ cũng ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn, lúc trước ông ta có lĩnh ngộ quá ít với trận pháp nhà họ Trương, thậm chí ngay cả một phần nghìn ý nghĩa sâu xa cũng không thể hiểu được, vì vậy, mới cho rằng truyền thừa của nhà mình đã chấm dứt. So với bí thuật âm dương, tam tuyệt trận của nhà họ Trương chẳng qua là lợi dụng gió mưa sấm chớp trong giới tự nhiên mà thôi. Thật sự không thể đặt lên bàn cân với bí thuật âm dương được. Nhưng hôm nay, được nhìn thấy chiêu thức của Tiêu Chính Văn, ông ta mới hiểu ông ta đã sai, hơn nữa còn quá sai. Không phải truyền thừa của nhà họ Trương không bằng bí thuật âm dương của Vi Hào, ngược lại, bí thuật âm dương căn bản không có tư cách bàn luận ngang hàng với tam tuyệt trận của nhà họ Trương. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn mới chỉ vận dụng thiên tuyệt trận mà thôi, không phải tam tuyệt trận hoàn chỉnh. Uy lực thế này đủ để làm chấn động thế gian, dẫu sao ông ta đã là cao thủ đế cảnh, lúc ra tay với Tiêu Chính Văn ban nãy, ông ta hoàn toàn có thể nhận ra, Tiêu Chính Văn chỉ vận dụng thiên tuyệt trận của nhà họ Trương mà thôi.
bên trong không dùng thêm bất kỳ trận pháp nào khác, thậm chí ngay cả nguyên khí cũng không động tới. Trận pháp đơn thuần mà đã có uy lực như thế, gần như giết một vị cao thủ cảnh giới đế quân trong nháy mắt. Chương 4360 thật ra trận pháp chỉ là một con đường tắt cho con đường lớn nối liền trời đất mà thôi. Đáng tiếc, có vài người cả đời cũng không lĩnh ngộ được đến đẳng cấp này. Nhưng thật ra khả năng lĩnh ngộ của ông quá kém, không thể lĩnh ngộ sự kỳ diệu của tiền bối cổ nhân, lại còn trách ngược lại do trận pháp khiến ông dậm chân tại chỗ. Tiêu Chính Văn nhìn về phía Trương Kỳ lần nữa. Trương Kỳ nghiến răng, giờ phút này, nội tâm ông ta vô cùng rối rắm. Ông nói đại trưởng lão đã khiến ông dậm chân tại chỗ, nhưng ông đã hiểu được thiên tuyệt trận cơ bản chưa? Liệu ông có thể dựa vào trận phổ thiên tuyệt trận để chấn động trời đất, thậm chí mượn oai phong của đất trời hay chưa? Đối mặt với lời chất vấn của Tiêu Chính Văn, Trương Kỳ siết chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi. Qua hồi lâu, ông ta mới hít sâu một hơi, cúi đầu rồi khẽ lắc đầu. Ngay cả trận pháp đơn giản như vậy mà ông cũng không thể hiểu được, chỉ tăng mỗi cảnh giới thì có ích gì. Trong mắt ông, thiên tuyệt trận là rác rưởi, trong tay tôi, nó có thể giết đế quân trong nháy mắt. Câu giết đế quân trong nháy mắt này, khiến mọi người ở đây nghe thấy đều chấn động. Nếu bây giờ ai còn muốn gia nhập âm dương giáo thì có thể rời đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, chậm rãi xoay người, hoàn toàn không nhìn người nhà họ Trương nữa. Giờ phút này, ai sẽ đi nữa chứ? Đó chẳng khác gì cầm bảo vật trong tay mình, đi đổi rác từ đống rác. Dù là kẻ ngu cũng sẽ không đưa ra lựa chọn không sáng suốt như vậy. Nếu đã như vậy thì các người nên xin lỗi đại trưởng lão vì hành vi của mình. Tiêu Chính Văn vỗ vai Trương Việt nói tiếp, để cho đại trưởng lão được yên nghỉ. Giây kế tiếp, lại có hai luồng ánh sáng u ám chói mắt bay lên cao. Giờ phút này, toàn bộ người Tây Vực đều sửng sốt. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn đến Tây Vực rồi sao? Lúc này, trong một tòa nhà cao, một ông lão mặc đồ trắng chậm rãi đặt ly trà trên tay xuống, nhìn chằm chằm hai tia sáng trên bầu trời, nói. Ông ta đội mũ cơ đốc, trước ngực còn đeo một thập tự giá màu vàng, bên cạnh ông ta còn có mấy giáo chủ áo đỏ. Đúng vậy, theo chúng tôi biết, Tiêu Chính Văn còn giết Inoue và Tomakechi. Một vị giáo chủ áo đỏ bước ra trước, báo cáo với ông lão tóc trắng. Ông lão tóc trắng nghiêng đầu nhìn mặt giáo chủ áo đỏ đầy vẻ hoảng sợ nói, chỉ giết mấy con chó vi hào mà thôi, hoảng cái gì. Giáo chủ áo đỏ trước mắt ông ta là cao thủ đứng đầu trong thế lực thánh giáo đình ở Tây Vực. Hơn nữa còn là trợ thủ hàng đầu dưới tay ông ta, cũng sớm đã có thực lực đế cảnh cấp 8, được xem như một vị cao thủ đế quân trung cấp tuyệt đỉnh. Nhưng sau khi nghe tin đám người Inoue chết, vẫn hết sức kinh ngạc, cả người đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù thực lực của ông ta cao hơn người Inoue một cấp, nhưng ông ta cũng không nắm chắc có thể chém chết loại cao thủ đã từng luyện bí thuật âm dương như Inoue mà không bị thương chút nào. Thậm chí, dù Inoue không phải đối thủ của ông ta, cũng có thể thông qua bí thuật âm dương quỷ dị thoát khỏi tay ông ta. Chương 4361 đại nhân, nếu như đại nhân Chaos không thể về kịp, e rằng ngay cả chúng ta cũng sẽ bị liên lụy, giáo chủ áo đỏ hết sức sợ sệt nói. Yên tâm đi, chỉ cần Chaos vượt qua biển sao trời, sẽ có được cơ hội đột phá cảnh giới thiên cảnh, trở về Tây Vực, ông lão vô cùng tự tin mở miệng nói. Giáo chủ áo đỏ lại khẽ cau mày nói, đại nhân, biển sao trời quỷ dị khó lường, cho dù là cao thủ thiên cảnh cũng chưa chắc có thể thoát ra nguyên vẹn. Đại nhân Chaos, cái gọi là biển sao trời, là nơi đại tài của Hoa Quốc thượng cổ đại chiến cùng người hoang dã của Âu Lục thời kỳ thượng cổ mấy ngàn năm trước. Khi đó, Âu Lục không có văn minh, nhưng lại có rất nhiều người hoang dã thực lực mạnh mẽ. Bởi vì những người này ăn thịt đồng loại nên dẫn đến ý muốn chém giết của đại tài thượng cổ Hoa Quốc, do đó mới bày một trận đại chiến tiêu diệt ở biển sao trời này. Trận chiến này, dù gần như chém hết tổ tiên thượng cổ hoang dã của người Âu Lục, nhưng Hoa Quốc cũng trả giá thê thảm. Chính vì những đại tài thượng cổ này chôn thân ở đây, mới hình thành vô số điểm sáng như sao trời trên mặt hồ, sáng giống như bầu trời đầy sao. Nơi này được đặt tên là biển sao trời cũng vì thế. Chỉ là biển sao trời khác với hồ nước, bên trong hàm chứa sức mạnh vô cùng lớn, bất kỳ ai muốn vượt qua biển sao trời cũng phải đối mặt với sức mạnh thiên uy vô cùng lớn này. Dù là cường giả thiên cảnh cũng từng chôn thân trong biển sao trời vì thể lực không trụ nổi. Cũng vì vậy,
biển sao trời trở thành nơi tuyệt vời để rèn luyện cơ thể của rất nhiều cao thủ đế cảnh đỉnh cao sắp bước vào thiên cảnh. Hôm nay, tin tức Chaos với thực lực đế cảnh cấp 9 vượt qua biển sao trời, cũng khiến cho các thế lực vùng ngoài lãnh thổ cảm thấy giật mình. Đến lúc đó, toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ cũng sẽ làm chứng cho đại nhân Chaos. Ngay cả Khổng Tề Thiên của nhà họ Khổng cũng đang trên đường tới rồi, tin rằng bốn cậu chủ chiến quốc cũng sẽ tới chúc mừng. Vẻ mặt ông lão lạnh tanh nói. Thật ra ông ta vẫn tràn đầy lòng tin với Chaos, chỉ cần Chaos có thể thành công vượt qua biển sao trời thì tương đương với việc chứng minh thực lực của gã với tất cả mọi người. Đến lúc đó, toàn bộ Tây Vực sẽ là của bọn họ. Thử nghĩ mà xem, ai dám tranh đoạt quyền khống chế Tây Vực cùng một vị cao thủ thiên cảnh. Lúc này, cũng chỉ có Thành Minh Nguyệt ở biên cương tương đối yên tĩnh. Sau khi xử lý xong tang lễ của đại trưởng lão, Trương Việt tới xin gặp Tiêu Chính Văn trước. Chào cậu Tiêu, Trương Việt vô cùng cung kính vái lại Tiêu Chính Văn. Sở dĩ ông ta cung kính với Tiêu Chính Văn như thế, không phải vì chiến lực kinh thiên động địa của Tiêu Chính Văn, mà là Tiêu Chính Văn không chỉ báo thù cho đại trưởng lão, mà còn nhen nhóm cho nhà họ Trương hy vọng về một cuộc sống mới. Chuyện bên Vi Hào đã phái người đi thăm dò chưa, Tiêu Chính Văn đặt ly trà xuống, thản nhiên hỏi. Chương 4362 trước khi Trương Kỳ chết đã trả lời hết thảy. Nghe nói vì vết thương của Hachiki Orochi đến nay chưa lành nên bọn họ mới cần lượng lớn tinh huyết và long mạch trong tay nhà họ Trương để trị thương. Hả, Hachiki Orochi bị thương nặng ư? Phái người điều tra vị trí cụ thể của Hachiki Orochi, báo nhanh cho tôi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Với tư cách là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, đối với bất kỳ ai cũng có thể nhắm mắt cho qua, chỉ có đối với Vi Hào là vĩnh viễn không thể tha thứ. Lần này Vi Hào lại muốn lấy tinh huyết người nhà họ Trương của Hoa Quốc để trị thương, vậy Tiêu Chính Văn phải trả lại cho người Vi Hào một phần quà lớn bất ngờ. Vâng, Trương Việt nặng nề gật đầu, ngay sau đó nói tiếp, cậu Tiêu, có chuyện không biết có nên nói hay không? Nói, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói. Tôi nghe nói, bốn cậu chủ chiến quốc và đám người Khổng Tề Thiên đang tới Tây Vực, Trương Việt lo lắng nặng nề nói. Trên thực tế, Trương Việt sớm đã nghe nói về việc Chaos vượt biển sao trời từ 3 ngày trước, khi đó, nhà họ Trương còn chưa lo nổi thân mình, nên Trương Việt cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Tuy nhiên, vừa rồi Trương Việt mới nhận được tin tức bốn cậu chủ chiến quốc đang đi về phía biển sao trời, mà giữa Tiêu Chính Văn và bốn cậu chủ chiến quốc sớm đã có mâu thuẫn, ngộ nhỡ hai bên gặp nhau, e rằng Tiêu Chính Văn sẽ gặp rắc rối. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng vừa mới cứu cả nhà họ Trương. Nếu lúc này để Tiêu Chính Văn rời khỏi nhà họ Trương thì họ như thể đang lấy oán báo ơn. Mặc dù Tiêu Chính Văn có thể giết chết đế quân nhưng dù sao bản thân Tiêu Chính Văn cũng không phải là đế quân, còn thua bốn cậu chủ chiến quốc một bậc. Do đó, Trương Việt mới khó xử như vậy. Nhưng ít nhất ông ta cũng không thể giấu giếm tin tức này với Tiêu Chính Văn, ngộ nhỡ Tiêu Chính Văn bị bốn cậu chủ chiến quốc vây đánh, chẳng phải ông ta sẽ thành tội đồ sao? Ồ, bọn họ tới Tây Vực rồi à? Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Kể từ khi bốn cậu chủ chiến quốc xuất thế, bọn họ đã trở thành tâm điểm chú ý của các bên, thậm chí chỉ cần mấy người trong bọn họ có chút động tĩnh cũng sẽ tác động đến toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Có lẽ bọn họ đến đây vì việc Chaos vượt qua biển sao trời, nghe nói, ít ngày nữa Chaos sẽ vượt qua biển sao trời, tiến vào cảnh giới thiên cảnh cấp 1. Trương Việt nghiêm túc trả lời. Ồ, vượt qua biển sao trời là có thể bước vào thiên cảnh ư? Biển sao trời thần kỳ vậy sao? Tiêu Chính Văn hỏi với vẻ hơi khó hiểu. Tần Lương Ngọc ở bên cạnh nghe thấy vậy bèn trả lời, biển sao trời thực ra là nơi bùng nổ trận đại chiến giữa đại tài của Hoa Quốc và người hoang dã của Âu Lục vào thời thượng cổ. Nghe nói trong trận chiến đó, rất nhiều đại tài thời thượng cổ đều đã bỏ mạng trong biển sao trời. Mặc dù bọn họ đã chết trong trận chiến nhưng khí tức mạnh mẽ vẫn chưa tiêu tan. Hàng nghìn năm nay, những đại tài đã bỏ mạng ở đây. Trên cơ thể vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ, đặc biệt là vào buổi đêm, mặt hồ của biển sao trời giống hàng ngàn vì sao, cùng bầu trời đêm đua nhau chiếu rọi. Biển sao trời cũng vì vậy mà có cái tên này. Tuy nhiên, kể từ khi biển sao trời xuất hiện, đã trở thành vùng cấm địa với mọi người. Khí tức ở đó rất hỗn loạn, mặc dù là cường giả thiên cảnh cũng chưa chắc có thể vượt qua nó một cách an toàn. Chương 4363 vì vậy. Không ít người của Tây Vực đều lựa chọn biển sao trời để rèn luyện cơ thể khi sắp đạt tới thiên cảnh. Nghe nói,
Hạng Vũ trước đây cũng từng vượt qua biển sao trời, chỉ là lúc đó, sức mạnh chứa đựng trong biển sao trời mạnh hơn hiện tại rất nhiều, vì vậy, lần vượt biển đầu tiên, Hạng Vũ đã thất bại. Phải đến lần thứ ba, Hạng Vũ mới có thể miễn cưỡng vượt qua biển sao trời, đạt đến tu vi thiên cảnh, nhưng hàng trăm nghìn năm nay, người vượt biển thất bại mà không bị vùi thân ở biển sao trời cũng chỉ có một mình Hạng Vũ. Tần Lương Ngọc giải thích một lần về nguồn gốc của biển sao trời cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, biển sao trời này nhất định có vấn đề, hơn nữa, Hạng Vũ có thể không bị thương khi vượt biển thất bại cũng không phải là ngẫu nhiên. Người hoang dã của Âu Lục là thế nào? Tiêu Chính Văn hỏi với vẻ khó hiểu. Viên Thiên Canh ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, đứng dậy nói, cậu Tiêu, thực ra chuyện này liên quan đến lai lịch của Âu Lục. Trên thực tế, từ thời Hoàng đế cổ đại, Hoa Quốc ta đã phát hiện ra sự tồn tại của Âu Lục, lúc đó, trên đất Âu Lục có một loài tóc vàng, mắt xanh giống người mà không phải người sinh sống. Sau đó, thông qua cuộc điều tra của Đại Thần Phong Hậu, thuộc hạ của Hoàng đế mới biết được, những sinh vật giống người mà không phải người này không có cha mẹ, lai tạo bừa bãi, không khác gì dã thú, lại ăn thịt đồng loại nên mới gọi bọn họ là người hoang dã. Nhưng vào thời điểm đó, trận đại chiến với Sivu vừa mới kết thúc, vừa hay cấp dưới của Sivu không có chỗ bố trí, nên mới sắp xếp cho mấy người cấp dưới của Sivu đến Âu Lục. Hơn nữa, kể từ đó, Hoàng đế hạ lệnh sắc phong Âu Lục thành vùng đất thấp hèn, nghĩa là nơi sinh sống của những kẻ thấp hèn, con cháu của Hoa Quốc không được phép bước vào. Nhưng sau đó, cấp dưới của Sivu đã sống ở đó trong một thời gian dài, họ đã truyền lại kỹ thuật luyện sắt của Hoa Quốc cho người hoang dã trên Âu Lục, lúc này mới xuất hiện một chút khí tượng của văn minh. Nhưng cùng với thời gian trôi qua, những hậu duệ của bộ tộc Sivu này cảm thấy nhớ nhà, bèn rời Âu Lục và trở về Hoa Quốc, đến lúc này Âu Lục bèn mất đi ngọn đèn sáng mở ra thời khắc đen tối nhất. Mãi đến thời kỳ vĩnh lạc của Đại Minh, Trịnh Hòa lại đưa văn minh của Hoa Quốc đến Âu Lục, bọn họ mới quay trở lại với thế giới văn minh. Sau khi nghe Viên Thiên Canh nói vậy, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày đáp, cũng có nghĩa là người thực sự khai chiến với người hoang dã của Âu Lục thượng cổ là cấp dưới của Sivu. Đúng vậy, đám người Hình Thiên đã thiệt mạng trong trận chiến này. Vì vậy, thi thể của hắn ta cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Nghe nói, thi thể của Hình Thiên không thối rữa, bởi vì cho đến lúc chết, hắn ta vẫn mang theo chấp niệm trở về cố hương. Thật ra, đông vực chúng ta cũng có không ít cường giả đế cảnh đỉnh cao đến biển sao trời để đột phá. Hơn nữa, cường giả đột phá đến thiên cảnh ở đây, độ rắn chắc của cơ thể hoàn toàn không phải là thứ mà người thường có thể so sánh. Viên Thiên Canh cảm thán một tiếng. Từ khi chiến sự ở chiến tranh vùng ngoài vũ trụ bước vào trạng thái căng thẳng, vùng ngoài lãnh thổ đã hàng ngàn năm không xuất hiện cao thủ thiên cảnh. Nhắc lại chuyện quá khứ, Viên Thiên Canh vẫn luôn hoài nghi, những cường giả thiên cảnh đột phá trong biển sao trời này, nhất định đã có được thứ gì đó. Có thể là bí thuật do Hình Thiên để lại trước khi chết hoặc là trận pháp bí mật thời kỳ thượng cổ. Chương 4364 đây cũng là một lý do quan trọng khiến bốn cậu chủ chiến quốc đích thân đến biển sao trời. Sau khi nghe xong, Tiêu Chính Văn mới hiểu được quá khứ của Âu Lục, về phần những thứ mà Âu Lục sau này vẫn luôn tuyên dương, lời nói dối liên quan đến mấy văn minh cổ đại cũng chưa đánh đã tan rồi. Chúng ta vẫn cần phải tập trung truy hỏi tung tích của Hachiki Orochi. Nhất định phải tìm ra nơi ẩn náu của ông ta càng sớm càng tốt, Tiêu Chính Văn lại căn dặn. Lời nói Tiêu Chính Văn vừa dứt, ngoài cửa lập tức truyền đến một loạt âm thanh ồn ào, tiếp đó, một đám người xông thẳng vào. Ai? Sắc mặt Trương Việt trầm xuống, quay đầu lại nhìn đám người phía sau đang xông vào đại sảnh, hỏi. Ngay khi giọng nói của Trương Việt vừa dứt, một ông lão bước ra khỏi đám đông, chắp tay nói với Trương Việt, tôi là Hạ Thương Nhan hậu nhân của Hạ Nguyên Cát, đến để nhận lỗi với nhà họ Trương. Nghe thấy lời này, Trương Việt không khỏi kinh ngạc. Hạ Nguyên Cát, nhà họ Hạ, Tần Lương Ngọc cũng đã từng nghe nói đến cái tên Hạ Nguyên Cát, người này đã lên kế hoạch hạ độc giết chết Chu Đệ. Hơn nữa sau đó, khi nhà họ Hạ chạy trốn đến vùng ngoài lãnh thổ đã hoàn toàn mất tăm hơi, hóa ra là lén lút trốn ở Tây Vực. Những năm nay, nhà họ Hạ chính là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Trương, ông lão trước mắt chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Hạ. Hạ Thương Nhan lại dẫn theo lãnh đạo cốt cán của nhà họ Hạ đến đây để xin lỗi nhà họ Trương ư. Ngay cả Trương Việt cũng không dám tin vào tai mình, cho dù lúc nhà họ Trương cực kỳ hưng thịnh, nhà họ Hạ cũng chưa từng để mắt đến nhà họ Trương. Hơn nữa,
cho dù là Hachiki Orochi, nhà họ Hạ cũng không sợ hãi chút nào. Dù sao nhà họ Hạ cũng có nền móng riêng, có thể đứng sừng sững mấy trăm năm ở thành Minh Nguyệt, nhất định là có thế lực chống lưng lớn mạnh. Nhận lỗi, Tiêu Chính Văn khá hứng thú nhìn về phía Hạ Thương Nhan. Hạ Thương Nhan nghe vậy, vội vàng tiến tới một bước, cúi đầu chào Tiêu Chính Văn nói, chào cậu Tiêu, tôi dẫn con cháu nhà họ Hạ tới xin lỗi nhà họ Trương. Lúc trước, nhà họ Hạ nhiều lần mạo phạm tới nhà họ Trương. Nhưng dẫu sao hai nhà chúng ta cũng đến từ Hoa Quốc, không nên đấu đá nội bộ như vậy. Bây giờ, loạn thế đã sắp đến, chúng ta vốn là đồng bào Hoa Quốc, theo lý phải cùng nhau chống địch, vì vậy, tôi mới dẫn người tới, bằng lòng giải hòa cùng nhà họ Trương. Đồng thời, mong rằng cậu Tiêu chớ trách phạt. Nói xong, Hạ Thương Nhan lại chắp tay cúi mình trước Tiêu Chính Văn lần nữa. Giờ phút này thậm chí Trương Việt cũng không dám tin vào tai mình, phải biết rằng, mấy ngày trước, nhà họ Hạ đã đánh tiếng, ngày nhà họ Trương bị diệt vong sẽ là lúc nhà họ Hạ thế chỗ, cướp lấy ngôi nhà của nhà họ Trương. Giờ mới chỉ qua vài ngày, thái độ của nhà họ Hạ đã thay đổi 180 độ. Hơn nữa, Hạ Thương Nhan cao ngạo đến mức nào chứ? Cho dù là Âm Dương Giáo, ông ta cũng không coi ra gì, hôm nay lại tự mình đến tận nơi xin lỗi. Chương 4365 ông Hạ, ông không đùa tôi đấy chứ? Mấy ngày trước, nhà họ Hạ còn muốn chiếm ngôi nhà của nhà họ Trương chúng tôi, hôm nay đột nhiên xin lỗi nhà họ Trương, chuyện này thật khiến nhà họ Trương chúng tôi e sợ. Trương Việt quả thực không dám tin nhà họ Hạ thật sự có thành ý như vậy, hơn nữa, nói rõ ra, bản thân Hạ Nguyên Cát thuộc huyết thống nhà họ Khổng, cho dù nhà họ Hạ định cư ở Tây Vực, sau lưng cũng hiển nhiên có được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhà họ Khổng. Nếu không, sao lại không coi thánh giáo đình của Âu Lục ra gì, thậm chí hơn trăm năm trước, còn chém giết mấy vị giáo chủ áo đỏ của thánh giáo đình trước bao người. Trước mặt cậu Tiêu, sao tôi có thể đùa giỡn chuyện này với nhà họ Trương được chứ, Hạ Thương Nhan cười nói. Thật ra Hạ Thương Nhan cũng bất đắc dĩ, tuy đúng là nhà họ Hạ có mối quan hệ dây mơ dễ má với nhà họ Khổng, nhưng loạn thế đã sắp đến, nhà họ Khổng đã không lo nổi mình ốc rồi. Lại thêm tin tức anh em Điền Văn đánh lén mấy vị cậu chủ chiến quốc đã truyền đến Tây Vực, nhà họ Hạ biết rõ, từ nay về sau, thế lực nhà họ Khổng rất khó vươn tới Tây Vực nữa. Đầu tiên phía Ngụy Vinh Kỳ cũng sẽ không ngồi yên nhìn nhà họ Khổng nhúng tay vào Tây Vực, đồng thời, bây giờ nhà họ Khổng cố ý trốn tránh việc chiến đấu, ngay cả Tử Dư cũng tự mình ra mặt, chặn Tử Cống lại, mục đích để cầu hòa. Người đa mưu túc trí như Hạ Thương Nhan sao lại không nhận ra hôm nay sau lưng nhà họ Trương cũng đã có phía Tiêu Chính Văn ủng hộ. Nếu lại tiếp tục đấu tranh với nhà họ Trương thì kẻ thua thiệt chỉ có nhà họ Hạ thôi. Nhà họ Hạ có thể trở thành gia tộc xếp số 1 số 2 trong thành Minh Nguyệt là nhờ dựa vào năng lực ngoại giao cùng đầu óc nhanh nhạy, khả năng nắm bắt thế cục lại vô cùng chuẩn xác. Lúc trước nhà họ Hạ có thể mượn thế lực của nhà họ Khổng lên như diều gặp gió ở thành Minh Nguyệt. Bây giờ đã không thể trông cậy vào thế lực nhà họ Khổng được nữa nên cũng chỉ đành làm hòa với nhà họ Trương. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn ra mặt ủng hộ nhà họ Trương như vậy, nhà họ Hạ càng cần phải chạy tới xin lỗi ngay lập tức, nếu không, chờ Tiêu Chính Văn đánh đến nhà họ Hạ thì không phải chỉ đơn giản là xin lỗi như vậy nữa. Vì vậy, dù người nhà họ Hạ không đồng ý đến mức nào đi nữa, Hạ Thương Nhan cũng tuyệt đối không dao động. Dõi mắt nhìn toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Bao nhiêu người có thể so với Tiêu Chính Văn? Đừng thấy vùng ngoài lãnh thổ đều đồn đại Tiêu Chính Văn bị trọng thương mà lầm, có ai từng thấy đại đế nào bị trọng thương lại đi chém chết đế quân hay chưa? Hơn nữa, có thể chém chết đế quân đã nói lên Tiêu Chính Văn vẫn luôn nhún nhường, hoặc Tiêu Chính Văn căn bản không sợ bốn cậu chủ của chiến quốc, chỉ giả vờ sợ hãi thôi. Người vô cùng giỏi về âm mưu quỷ kế như Hạ Thương Nhan, gần như lập tức nghĩ đến khả năng này. Điều khiến ông ta cảm thấy bất an là nói không chừng do Tiêu Chính Văn cố ý đẩy bốn cậu chủ chiến quốc ra chịu trận, còn Tiêu Chính Văn lại ở đằng sau âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Nếu thật sự như thế, cho dù bốn cậu chủ thời chiến quốc cũng chỉ là mấy quân cờ trong tay Tiêu Chính Văn thôi, người như vậy, sao ông ta dám đắc tội chứ? Chương 4366 cho nên, mới có cảnh Hạ Thương Nhan cúi người trước Tiêu Chính Văn liên tiếp hai lần. Sau này đừng đấu đá nội bộ nữa là được, còn ân oán lúc trước thì bỏ qua từ đây đi, Tiêu Chính Văn khoát tay, cũng không truy cứu quá khứ nhà họ Hạ nữa. Cậu Tiêu, nếu như cậu muốn diệt trừ Âm Dương Giáo của Vi Hào, nhà họ Hạ cũng nguyện dốc hết sức trợ giúp cậu,
bắt tay chèn ép Âm Dương giáo. Hạ Thương Nhan thẳng thắn bày tỏ lòng trung thành với Tiêu Chính Văn. Chỉ có một câu nói của Tiêu Chính Văn vẫn không thể khiến Hạ Thương Nhan hoàn toàn yên tâm, duy chỉ việc cho thấy lập trường của mình đứng về phía Tiêu Chính Văn, mới có thể làm cho ông ta có đủ cảm giác an toàn. Giúp tôi, Tiêu Chính Văn nghiêng đầu nhìn Hạ Thương Nhan nói, trái lại tôi muốn biết, nhà họ Hạ có thể giúp tôi thế nào. Bất kể cậu Tiêu có mệnh lệnh gì, nhà họ Hạ cũng sẽ dốc hết sức mình. Hạ Thương Nhan thề thốt chân thành. Vậy, giết Hachiki Orochi, thế nào? Tiêu Chính Văn thản nhiên mở lời. Nghe thấy vậy, bất kể là người nhà họ Trương hay nhà họ Hạ đều chợt thay đổi sắc mặt. Nhất là Hạ Thương Nhan, nụ cười của ông ta cũng đông cứng lại trên mặt. Tiêu Chính Văn chắc chắn là gan to tài trời. Hachiki Orochi hoàn toàn khác với bốn cậu chủ chiến quốc, đó là người còn cao hơn một cấp bậc so với bốn cậu chủ chiến quốc. Cho dù Ngụy Vinh Kỳ mạnh nhất trong bốn cậu chủ cũng phải mượn thực lực nước Đại Ngụy mới dám đối đầu với Hachiki Orochi. Mà Tiêu Chính Văn một người một ngựa lại dám tuyên bố chém chết Hachiki Orochi. Khoan chưa nói Tiêu Chính Văn có thể ra tay thành công hay không, chỉ riêng về thực lực, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không thể giết được ông ta. Dù Tiêu Chính Văn có thể thành công, đương nhiên cũng sẽ kéo theo sự đuổi giết và trả thù kinh khủng của toàn bộ Vi Hào. Chuyện này, giờ phút này Hạ Thương Nhan cũng do dự, rất lâu mới ngượng ngùng cười nói, cậu Tiêu, nhà họ Hạ chúng tôi chỉ là thế gia quan văn, không có bao nhiêu cao thủ. Mặc dù tôi cũng thống hận Hachiki Orochi, nhưng bây giờ không có thực lực đó. Nói đến đây, Hạ Thương Nhan cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn đôi mắt đen trong suốt của Tiêu Chính Văn. Được rồi, tôi đoán ông cũng không có can đảm như thế, nhà họ Hạ các ông rút khỏi thành Minh Nguyệt đi, ngay sau đó Tiêu Chính Văn khoát tay, cũng không truy cứu quá nhiều. Chương 4367 vâng, trong 3 ngày, nhà họ Hạ chúng tôi nhất định sẽ rời thành Minh Nguyệt. Dù Hạ Thương Nhan có không cam lòng đến mấy, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Thật ra đối với ông ta mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất rồi, dù trở lại Đông Vực cũng tốt hơn nhiều so với bị diệt môn. Mà sở dĩ Tiêu Chính Văn bỏ qua cho nhà họ Hạ là bởi vì họ cũng là đồng bào Hoa Quốc. Nếu không, dù Hạ Thương Nhan chủ động xin lỗi, nhưng với những gì nhà họ Hạ đã làm trong quá khứ cũng đủ chu di cửu tộc. Khi Hạ Thương Nhan dẫn theo người nhà họ Hạ phách lối tuyên bố muốn rút khỏi thành Minh Nguyệt, trở lại Đông Vực, toàn bộ thành Minh Nguyệt đều bị kinh hãi. Dẫu sao nhà họ Hạ kinh doanh ở thành Minh Nguyệt mấy trăm năm, gần như toàn bộ cơ nghiệp đều ở đây Tây Vực, giờ phút này, lại đột nhiên buông bỏ tổ nghiệp, trong mắt tất cả mọi người điều này hoàn toàn không bình thường. Ngược lại trong thần điện của Âm Dương giáo, Điền Khải vừa ôm hai người đẹp Vi Hào, vừa cười nhạt nói Tiêu Chính Văn này quả thật có chút thủ đoạn. Nói xong, ánh mắt Điền Khải dừng lại ở người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt đối diện. Người này là Sogo Sakai, một trong những đệ tử của Hachiki Orochi, cũng chính là đại ma đầu trong truyền thuyết. Sogo Sakai cười mỉa nói, người này phá hoại kế hoạch lớn của gia sư nhất định phải giết. Thấy Hachiki Orochi đã có thể lấy được tinh huyết của Long Mạch và hàng chục ngàn đệ tử nhà họ Trương nhưng vì sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn mà mọi thứ trở thành công cốc. Hiện giờ sắp đến loạn thế, vết thương của Hachiki Orochi vẫn chậm chạp không thể hồi phục, điều này cực kỳ bất lợi với Vi Hào. Nghe Sogo Sakai nói như thế, Điền Khải nhíu mày nói, bây giờ tôi và Điền Văn đều không tiện ra tay, chuyện này e là không giúp được các ông rồi. Sở dĩ hắn nói thế chủ yếu vẫn là vì hắn và Điền Văn vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chạy thẳng đến Tây Vực cầu xin Hachiki Orochi giúp đỡ. Mà Hachiki Orochi cũng đã cứu hắn một lần, không chỉ đích thân ra mặt mà còn hù dọa đám người Ngụy Vinh Kỳ sợ hãi thoái lui, vô hình chung hắn đã nợ Vi Hào một ơn nghĩa lớn. Mà bên Đông Vực không hề biết chuyện Điền Khải chạy trốn đến Tây Vực, nếu lúc này hắn ra tay đánh Tiêu Chính Văn không chỉ sẽ làm lộ hành tung của mình mà bản thân chuyện này cũng sẽ bị người của Đông Vực chỉ trích. Một khi có vết nhơ cuộc đời như thế, hắn có muốn vượt qua Điền Văn để nắm quyền dòng nhà họ Khổng thì chỉ có thể nằm mơ. Chương 4368 cho dù nhà họ Khổng có tâm xà khẩu Phật nhưng ít nhất ngoài mặt vẫn nói toàn mấy lời đạo đức nghĩa khí, một người có vấn đề lệch lạc về đạo đức. Ngay cả việc muốn ở lại nhà họ Khổng cũng là viễn tưởng thì càng đừng hòng trèo lên cao. Nhưng bây giờ phải nghĩ cách tiêu diệt hắn, nếu không gia sư không thể tìm được Long Mạch, Sogo Sakai nhíu mày nói.
nếu không phải vì Inoue chết thảm khiến ông ta không chắc có thể đánh thắng Tiêu Chính Văn thì e là lúc này ông ta cũng đã giết được nhà họ Trương rồi. Thật ra các ông cũng có thể đi mời người đến, Tanaka đại đệ tử của giám chân chẳng phải có quan hệ tốt với Vi Hào sao, Điền Khải mỉm cười nhắc. Hắn nói như thế khiến Sogo Sakai sừng sốt. Đúng nhỉ, hòa thượng Tanaka vốn dĩ sinh ra ở Vi Hào, lại là đệ tử của giám chân, bây giờ thực lực đã ở trên đế quân. Ở cả ngoài lãnh thổ, người có thể sánh ngang với bốn cậu chủ chiến quốc cũng chỉ có một mình Tanaka. Phải nói là giữa ông ta và bốn cậu chủ chiến quốc vẫn có sự cách biệt gì đó, chính là ông ta sinh muộn hơn hàng ngàn năm, nếu không với sự lĩnh hội của ông ta, thậm chí có thể vượt qua bốn cậu chủ. Nhưng hiện giờ ở vùng ngoài lãnh thổ, Tanaka đúng là người được chọn hàng đầu duy nhất của Vi Hào. Nhưng người này trước giờ luôn kiêu ngạo, hơn nữa cực kỳ khinh thường nhúng tay vào chuyện của phái âm dương giáo bọn tôi lo hắn sẽ không ra tay với Tiêu Chính Văn, Sogo Sakai nhíu mày nói. Đừng thấy mọi người đều xuất thân từ Vi Hào mà lầm, Tanaka luôn thấy xấu hổ khi làm bạn với mấy tên tiểu nhân âm dương giáo. Nói thế nào hắn cũng là đời sau của Đại sư Giám Chân, luôn có giới hạn của mình. Chuyện này không khó, Khổng Tề Thiên sẽ đến Tây Vực sớm thôi, họ cũng muốn có thể nhanh chóng giết Tiêu Chính Văn, đến lúc đó ông có thể mời họ giúp cùng nhau lên kế hoạch. Điền Khải bình thản cười nói. Khổng Tề Thiên, Sogo Sakai không hề xa lạ với người này, thật ra hơn 100 năm trước sở dĩ Hoa Quốc gặp đợt khó khăn đó cũng đều là kết quả âm mưu của Khổng Tề Thiên. Ấn tượng mà ông ta để lại cho Sogo Sakai là một người có thể tùy tiện bán đứng tổ tiên của mình chỉ vì lợi ích, chỉ cần cho ông ta lợi ích nhất định, Khổng Tề Thiên sẽ đại diện nhà họ Khổng đi thương lượng với Tanaka. Mặc dù Khổng Tề Thiên có thể đại diện nhà họ Khổng nhưng không có lợi ích thì e là người này sẽ không ra tay giúp đỡ, lúc này Sogo Sakai cũng hơi khó xử. Điều kiện chỉ cần có lợi là làm của Khổng Tề Thiên xem như là một lợi thế, nhưng vấn đề là bây giờ Vi Hào không thể nghĩ ra lợi ích có sức hấp dẫn nào. Lợi ích, cần sao, chẳng phải em gái ruột của Thiên Hoàng các ông là tình nhân của ông ta à? Còn có thứ gì có thể khiến ông ta động lòng hơn người bên gối? Điền Khải bật cười nói. Chương 4369 hơn 100 năm trước Khổng Tề Thiên đến Vi Hào để gặp Thiên Hoàng cũng tiện tay tóm luôn cả em gái Thiên Hoàng. Sau đó còn sinh một đứa con trai, đứa trẻ này cũng chính là Hiroai sau này. Nói cách khác ngai vàng của Vi Hào đã trở thành dòng máu của nhà họ Khổng từ lâu rồi. Mà sau đó âm dương giáo của Vi Hào đón công chúa có quan hệ tình cảm một tháng với Khổng Tề Thiên đó đến vùng ngoài lãnh thổ, mục đích là để phòng một ngày nào đó trong tương lai khi có yêu cầu với nhà họ Khổng, vẫn có thể dùng đến sắc đẹp này. Dĩ nhiên Sogo Sakai biết rõ tường tận đoạn lịch sử này nhưng đây là lá bài cuối cùng bất đắc dĩ của Vi Hào, chọn làm cách này sớm như thế dường như không ổn lắm. Sao thế, không muốn dùng chiêu này à, Điền Khải thấy sắc mặt Sogo Sakai khá khó coi, bình thản cười nói. Giữa công chúa Điện Hạ và Khổng Tề Thiên chỉ có duyên gặp một lần, tôi lo, ha ha ha. Không để Sogo Sakai nói hết câu, Điền Khải đã bật cười ngắt lời. Sau đó mới lắc đầu nói, hai, ông không cần phải giấu giếm chuyện xưa này nhỉ. Bề ngoài Khổng Tề Thiên là bậc quân tử nhưng trong lòng ông ta lại là một tên háo sắc, có là một con lợn, ông ta cũng không bỏ qua chứ đừng nói là công chúa Vi Hào. Hơn nữa dòng máu của Hiroai đúng là bắt nguồn từ Vi Hào các ông thật sao? Vậy tại sao ông ta và bố ruột của mình lại không giống nhau? Ngược lại có tình cảm cha con gắn bó với Khổng Tề Thiên. Giữa chúng ta tốt nhất nên thành thật đối đãi, cứ làm ra vẻ bí mật như thế chẳng thú vị chút nào. Thấy Điền Khải vô tình vạch trần chuyện xấu hổ nhất của Vi Hào, ngay cả Sogo Sakai cũng không kiểm soát được sắc mặt của mình. Quan trọng nhất là Vi Hào suốt ngày cứ tuyên truyền Thiên Hoàng là dòng máu thuần túy, nhưng kết quả thì sao? Khổng Tề Thiên không những ngủ với công chúa, mà công chúa đó còn gả cho bố ruột của mình, hơn nữa còn sinh ra một đứa con trai. Kinh khủng nhất là cuối cùng đứa trẻ này cũng trở thành Thiên Hoàng. Đừng nói là vùng ngoài lãnh thổ sẽ xem chuyện lớn này thành trò cười, ngay cả thế tục cũng không thể chấp nhận quan hệ loạn luân như vậy. Ánh mắt Sogo Sakai lóe sáng, nghiến răng nói, đúng như cậu nói, nhưng đây là con bài cuối cùng của Vi Hào chúng tôi. Lá bài cuối cùng, chẳng phải bây giờ Vi Hào cũng có công chúa sao? Đến lúc đó tặng thêm cho ông ta một người thì có làm sao?
dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên các ông làm chuyện này. Được rồi, tôi muốn đến biển sao trời một chuyến, nhớ đấy trước đó đừng đi chọc vào Tiêu Chính Văn, tôi không muốn lần sau quay lại sẽ nhìn thấy bài vị của ông. Nói xong Điền Khải xoay người biến mất. Lúc này biển sao trời không chỉ có Khổng Tề Thiên và bốn cậu chủ chiến quốc, ngay cả Erdogan cũng đích thân đến. Chương 4370 sẽ không ai bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc của Chaos băng qua biển sao trời, đồng thời mọi người cũng đang chuẩn bị trước cho việc sau này mình đột phá. Không biết lần này anh Tiêu có đến biển sao trời không? Ngoài lãnh thổ có không ít các thế lực quan tâm đến Tiêu Chính Văn, gần như ngay lập tức nhắc đến Tiêu Chính Văn. Tôi nghe nói bây giờ cậu Tiêu đã đến thành Minh Nguyệt, nhưng hình như đi đến nhà họ Trương. Nghe được tin tức này, khá nhiều người đều thất vọng, xem ra lần này Tiêu Chính Văn xong đời thật rồi. Cùng lúc đó một tin tức khiến mọi người kinh ngạc cũng truyền đến. Đại đệ tử của Đại sư Giám Chân Tanaka cũng đến biển sao trời. Tin tức này vừa được phát ra, mọi người đều dời sự chú ý đến Tanaka. Cùng lúc đó một ông lão giơ tay lên đảo loạn thiên tượng của cả Tây Vực. Thôi xong, Tần Lương Ngọc không khỏi ngạc nhiên khi thấy thiên tượng ở bầu trời Tây Vực hỗn loạn. Hiện tượng thiên nhiên do con người gây ra không thể nào đáng sợ như vậy, mà lúc này Hòa Thượng Tanaka ngồi trên không trung, cả bầu trời đều lượn lờ âm phản. Hiện tượng thiên nhiên này đã không phải là đang dẫn dắt ý chí trời đất nữa mà hoàn toàn thay đổi ý chí trời đất. Mặc dù trong khí tức đó không có bất kỳ sự đe dọa nào dường như vô cùng hòa nhã, nhưng đây là tín hiệu của sự uy hiếp. Điều này chứng tỏ Hòa Thượng Tanaka đã có thể đùa giỡn ý chí trời đất trong lòng bàn tay. Nếu đạt đến cảnh giới này chứng tỏ bây giờ Hòa Thượng Tanaka đã đạt đến thiên cảnh. Giữa thiên cảnh và đế cảnh có cách biệt cực lớn, mặc dù đế cảnh rất mạnh nhưng dù sao đế cảnh cũng chỉ là một biểu tượng cho trình độ cao nhất của nhân gian. Còn thiên cảnh tức là có thể giao tiếp với trời đất, hòa thành một với trời đất. Thậm chí có thể chỉ cần giơ tay lên thì đã khống chế được ý chí của trời đất hệt như thiên tiên trong truyền thuyết chỉ cần giơ tay lên có thể hô mưa gọi gió. Hơn nữa cao thủ thiên cảnh có thể bay lên 9 tầng mây, có thể đi sâu vào địa ngục, thế gian này không có nơi nào mà họ không đến được. Ban đầu Hồng Ấn có thể một kiếm giết chết Trần Thiên Cổ trong vòng hàng ngàn mét chính là vì cảnh giới của ông ta thật ra đã gần đến thiên cảnh. Nhưng đó cũng chỉ là gần mà thôi, không phải là thiên cảnh thật sự. Bây giờ Hòa Thượng Tanaka ngồi giữa không trung, chỉ riêng khí chất an lạc này cũng đủ để chứng minh mọi thứ. Trời đất không nhân từ, coi vạn vật như rơm cỏ, thật ra cũng chứng tỏ một sự thật đó là trời đất không có cảm xúc, càng không hòa nhã với Tiêu Chính Văn. Chỉ có một thứ có thể thay đổi mọi thứ chính là con người. Thế nên Hòa Thượng Tanaka vừa xuất hiện, ngay cả Tần Lương Ngọc cũng ngẩng đầu nhìn lên trời như gặp phải kẻ thù mạnh. Cậu Tiêu, người này không đơn giản, lúc này Từ Huy Tổ cũng căng thẳng nhìn hiện tượng thiên nhiên đáng sợ trước mặt. Chương 4371 hơn nữa ông ta cũng biết rất rõ Hòa Thượng Tanaka này không phải là người đơn giản, từ sau khi Hòa Thượng dám chân nhập diệt, người này không màng thế sự ngàn năm rồi. Mà bây giờ ông ta lại đích thân đến chứng tỏ mục đích không đơn thuần. Cả thế gian này ngoài bốn cậu chủ chiến quốc thì trong thế hệ trẻ ai dám đánh với ông ta. Có người mời tôi đến độ hóa cậu Tiêu. Hòa Thượng Tanaka ngồi trong không trung nói, người bên dưới như lắng nghe âm Phật. Mặc dù ông ta nói là độ hóa nhưng thật ra là chém chết. Nhưng với thân phận của tôi nếu ra tay với cậu thì quá mất mặt, tôi nghĩ cậu Tiêu đến từ đâu thì quay về đó đi. Nói rồi Hòa Thượng Tanaka lại khẽ nhắm mắt. Thật ra bây giờ Hòa Thượng Tanaka ở giữa không trung chỉ là một phân thân của ông ta mà thôi, còn cơ thể nguyên bản của ông ta hiện đang quan sát Chaos ở biển sao trời. Dù có ra tay đánh thật cũng chưa chắc là đối thủ của Tiêu Chính Văn, nếu không ông ta tuyệt đối không nương tay với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, làm sao đây? Từ Huy Tổ và Tần Lương Ngọc cùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn đang ngồi thưởng thức trà trong sảnh lớn nhà họ Trương. Điều tra được nơi trốn của Hachiki Orochi chưa, Tiêu Chính Văn không trả lời câu của Từ Huy Tổ, càng không thèm liếc nhìn hiện tượng thiên nhiên đầy đáng sợ bên ngoài. Mà nói với Trương Việt. Cậu Tiêu, đã điều tra được rồi, Trương Việt chắp tay cười nói với Tiêu Chính Văn. Ừ, vậy thì thu dọn những gì cần thiết, chuẩn bị đi thôi, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Cậu Tiêu. Hành lý đã được thu dọn xong,
có thể xuất phát bất kỳ lúc nào, Trương Việt nói. Tốt, đi thôi, quay về đế khư, Tiêu Chính Văn đứng lên đi ra ngoài. Cậu Tiêu, e là chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Từ Huy Tổ ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này trên bầu trời nhà họ Trương đã không chỉ có một mình Hòa Thượng Tanaka mà còn có hơn 100 người nữa. Thậm chí có người còn dùng trận pháp thiên cảnh để truyền mọi chuyện xảy ra ở đây đến khắp cả vùng ngoài lãnh thổ. Cậu Tiêu, cậu muốn đi như vậy à? Người lên tiếng lại là Hạ Thương Nhan, người trước đây chủ động nhận tội với nhà họ Trương. Thật ra ông ta đã chuẩn bị dẫn nhà họ Hạ rời khỏi thành Minh Nguyệt nhưng cả nhà chưa xuất phát thì tình thế đã xoay chuyển. Ngay cả Hạ Thương Nhan xảo quyệt cũng không ngờ Hòa Thượng Tanaka sẽ đích thân đến, càng không ngờ Hòa Thượng Tanaka lại đến vì Tiêu Chính Văn. Thế nên Hạ Thương Nhan lập tức đưa ra quyết định, nhà họ Hạ không đi nữa, ngược lại người nên cút khỏi thành Minh Nguyệt là nhà họ Trương và Tiêu Chính Văn đứng sau nhà họ Trương. Chương 4372. Hơn nữa trước đây Tiêu Chính Văn bảo nhà họ Hạ họ cút khỏi thành Minh Nguyệt, không chỉ có Hạ Thương Nhan không phục, mà cả nhà họ Hạ từ trên xuống dưới hầu như đều nghẹn cơn tức này. Bây giờ tốt rồi, Hòa Thượng Tanaka đã đích thân ra mặt, tình thế càng có sự thay đổi lớn. Dưới ánh mặt trời, trận pháp thiên cảnh khiến mọi thứ ở đây hiện rõ trước mắt mọi người. Có thể nói lần này Tiêu Chính Văn đã không còn mặt mũi gì nữa. Dù sao người ra tay là Hòa Thượng Tanaka, nếu Tiêu Chính Văn không ngoan ngoãn đi khỏi đây thì Hòa Thượng Tanaka chắc chắn sẽ ra tay. Nhưng nếu cứ thế mà đi, Tiêu Chính Văn còn mặt mũi gì đáng tin nữa. Lần này Hạ Thương Nhan đến là để xem trò cười. Cậu Tiêu, tôi nghe nói cậu định giết Hachiki Orochi à? Hạ Thương Nhan vừa nói thế, những người đến hóng chuyện đều đổi sắc. Âm Dương Giáo cũng có không ít người đến, lời này của ông ta khiến sắc mặt người của Âm Dương Giáo có mặt ở đó đều trở nên khó coi. Hạ Thương Nhan, Tần Lương Ngọc cười mỉa, lạnh lùng nhìn mấy người nhà họ Hạ. Thành chủ Tần đừng hiểu lầm, tôi cũng có ý tốt đặc biệt dẫn cả nhà họ Hạ đến để tiễn cậu Tiêu, Hạ Thương Nhan cười nói. Dù sao lúc này nhà họ Hạ bọn họ mới là người ngư ông đắc lợi, hơn nữa đúng lúc này một bóng người lướt qua không trung. Tiêu Chính Văn, lúc này người đó bỗng dừng lại, vô số ánh sáng đen chiếu xuống, mục tiêu chính là Tiêu Chính Văn bước ra từ trong nhà chính nhà họ Trương bên dưới. Khí tức của người này không hề thua kém gì Tanaka, ông ta dần bước ra khỏi ánh sáng màu đen đó, lúc này mọi người mới nhìn rõ, vậy mà là Khổng Tề Thiên. Đôi mắt ông ta toát ra vẻ lạnh lùng như hai mũi tên sắc nhọn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn lười biếng ngước mắt lên nhìn ông ta. Khổng Tề Thiên đã biết được tin tức từ sớm, hoặc nói cách khác Hòa Thượng Tanaka được ông ta và cậu chủ chiến quốc mời đến đánh Tiêu Chính Văn. Ông ta chọn xuất hiện ngay lúc này chẳng qua là muốn chế giễu Tiêu Chính Văn thôi. Thoáng chốc cả ngoài lãnh thổ đều sục sôi. Vì mối bất hòa giữa Tiêu Chính Văn, nhà họ Khổng và mấy người Khổng Tề Thiên đã có từ lâu, đây là chuyện mà người ở vùng ngoài lãnh thổ đều biết. Đúng lúc này Điền Văn cũng chậm rãi bước xuống từ một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa. Anh Tiêu, nếu anh gặp rắc rối gì thì có thể nói, mặc dù Điền Văn tôi bất tài nhưng vẫn có chút mặt mũi trước mặt những người này. Điền Văn giễu cợt nhìn Tiêu Chính Văn. Sau đó hắn bỗng đanh mặt, lạnh lùng nhìn Khổng Tề Thiên và Hòa Thượng Tanaka nói, sao thế? Hai vị lại bắt nạt anh Tiêu, nghĩ Đông Vực tôi dễ bắt nạt lắm à? Chương 4373. Điền Văn, cậu nói đùa rồi, tôi chỉ mong thí chủ Tiêu có thể quay đầu là bờ, Hòa Thượng Tanaka ngồi thiền trên không trung, bình thản nói. Ồ, xem ra Hòa Thượng cũng làm việc thiện, nếu đã vậy thì tất nhiên Điền Văn cũng không hỏi nhiều. Nói rồi Điền Văn quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Mặc dù thái độ trước sau của Điền Văn rất khác nhau nhưng lúc này hắn lại không có ý rời đi, mà chắp hai tay sau lưng cười khẩy nhìn Tiêu Chính Văn ở bên trên. Lúc này phản âm phía sau Hòa Thượng Tanaka lại lớn hơn gấp mười mấy lần, chuẩn bị ra tay vào bất kỳ lúc nào. Mọi người đều nhìn thấy rất rõ mấy người họ đều nhằm vào Tiêu Chính Văn. Dù Hòa Thượng không nói, tôi cũng sẽ đi khỏi đây. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Anh vừa nói thế gần như khiến cả vùng ngoài lãnh thổ đều ngạc nhiên. Đây có còn là Tiêu Chính Văn từng nổi danh không vậy? Cậu ta thế mà lại chủ động nhượng bộ. Thậm chí có thể nói Tiêu Chính Văn sợ rồi. Đặc biệt là Hoa Quốc ở Thế Tục đã truyền đi tin đồn Tiêu Chính Văn bị thương nặng,
hiện giờ Tiêu Chính Văn nhượng bộ hòa thượng Tanaka, chứng tỏ điều gì? Lẽ nào Tiêu Chính Văn thất thủ thật rồi? Thế nhưng người nhìn thấy cảnh tượng này không chỉ là người dân Hoa Quốc, gần như mỗi một góc trên thế giới đều thấy rất rõ. Vì trận pháp thiên cảnh vốn dĩ là một trận pháp tương đồng với Livestream toàn cảnh, cho dù là bầu trời thế tục hay vùng ngoài lãnh thổ đều đang phát lại cảnh tượng chân thật ở bầu trời nhà chính của nhà họ Trương như đang phát sóng phim. Có thể nói cả thế giới đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chính Văn chịu thua hòa thượng Tanaka. Chiếu rọi mọi thứ của nhà chính nhà họ Trương, rõ ràng là có người đang nhắm vào Tiêu Chính Văn. Hơn nữa lại chọn thời điểm nhạy cảm này cũng là để thuận tiện trấn áp danh vọng ở vùng ngoài lãnh thổ và trong thế tục của Tiêu Chính Văn. Sự thật cũng đúng như họ nghĩ, khi người ở thế tục nhìn thấy cảnh Tiêu Chính Văn lùi bước, ngoài cảm thấy thất vọng, còn rất nhiều người không muốn tin mọi chuyện trước mặt là thật. Thậm chí có người bắt đầu nghi ngờ Tiêu Chính Văn trước mặt chắc là người khác cải trang, mục đích là để vu họa cho Tiêu Chính Văn. Dù sao lúc trước ấn tượng của mọi người về Tiêu Chính Văn là không sợ kẻ mạnh, thậm chí cho dù đối phương là thần thánh phương nào đều có thể chém chết bằng một kiếm. Bây giờ Tiêu Chính Văn lại chủ động lùi bước gần như làm đảo ngược hiểu biết của mọi người. Trong thành Minh Nguyệt, sau khi nói xong câu đó Tiêu Chính Văn xoay lại gật đầu với Trương Việt tỏ ý ông ta có thể dẫn người nhà họ Trương rời khỏi đây để đến Đế Khư. Chương 4374 đi đến trước cổng, Tiêu Chính Văn mới ngẩng đầu lên nhìn Hòa Thượng Tanaka trong không trung, không lâu nữa các ông sẽ quỳ xuống cầu xin tôi quay lại. Hãy nhớ những lời tôi nói hôm nay, là quỳ xuống cầu xin. Nói rồi Tiêu Chính Văn dẫn người nhà họ Trương rời khỏi nhà chính nhà họ Trương. Cả hàng chục ngàn người rầm rộ rời khỏi thành Minh Nguyệt. Nhưng cho dù nhìn thế nào cũng thấy bóng lưng Tiêu Chính Văn và người nhà họ Trương có vẻ lạnh lùng. Cậu Tiêu, cứ đi từ từ, thứ cho tôi lớn tuổi, sức khỏe không tốt, không thể đưa tiễn. Sau này nếu đến thành Minh Nguyệt, mong cậu Tiêu có thể đến nhà họ Hạ uống một tách trà thơm. Hạ Thương Nhan chế giễu. Điền Văn ở bên cạnh quay đầu nhìn bóng lưng mấy người Tiêu Chính Văn cười mỉa. Xem ra tôi vẫn đánh giá cao anh ta quá, chưa tận thế sao có thể có anh hùng thật. Nói đến đây Điền Văn lắc đầu, sau đó quay lại xe ngựa. Thật ra dù Tiêu Chính Văn có gan đánh, nếu thua cũng tốt hơn vội vàng bỏ chạy như vậy. Hắn nghĩ một khi mất đi thứ gọi là thể diện, có muốn lấy lại cũng khó như lên trời. Dù sao ở cả vùng ngoài lãnh thổ hay thế tục cũng đã có ấn tượng khó phai, mặc dù mọi người đều không nói rõ nhưng khó tránh khỏi thầm suy đoán sức mạnh trước kia của Tiêu Chính Văn chẳng qua là bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Tiêu Chính Văn cũng biết sợ khi đối mặt với cao thủ thật sự. Khổng Tề Thiên lạnh lùng nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Chính Văn, nhưng trong lòng lại cảm thấy không cam tâm. Vốn dĩ ông ta nghĩ hôm nay Tiêu Chính Văn sẽ liều lĩnh ra tay như lúc chém chết 8 cao thủ đế cảnh. Ông ta cũng nhân cơ hội này hợp sức với Hòa Thượng Tanaka và Điền Văn giết Tiêu Chính Văn tại đây. Nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại bỏ đi như thế. Mặc dù trước đây cả vùng ngoài lãnh thổ đã truyền đi rất nhiều tin đồn xấu, không ít người nói xấu sau lưng Tiêu Chính Văn, thậm chí khinh thường Tiêu Chính Văn. Nhưng một phân thân của Khổng Tề Thiên từng đánh nhau với Tiêu Chính Văn, không ai biết rõ sự đáng sợ của Tiêu Chính Văn bằng ông ta. Thế nên cho dù bên ngoài có tin đồn gì, trong lòng Khổng Tề Thiên vẫn luôn tồn tại sự cảnh giác. Nhưng hôm nay Tiêu Chính Văn lại khiến Khổng Tề Thiên rất thất vọng. Tiêu Chính Văn thế mà lại chủ động nhường bước ngay trước mặt mọi người, hơn nữa còn dẫn người nhà họ Trương lặng lẽ bỏ đi. Từ nay về sau, không chỉ vùng ngoài lãnh thổ mà e là cả thế tục cũng sẽ không có chỗ cho Tiêu Chính Văn dung thân nữa. Dù sau này tu vi của Tiêu Chính Văn có thể đạt đến cảnh giới đế quân thì cũng không thể rửa sạch được mối nhục hôm nay. Đồng nghĩa với việc cúi đầu chịu thua Hòa Thượng Tanaka trước biết bao nhiêu người. Chương 4375 Hòa Thượng Tanaka chẳng qua là người đầu tiên dưới 4 cậu chủ chiến quốc, đây là sự thật mà cả vùng ngoài lãnh thổ đều biết rõ. Một người mà ngay cả Hòa Thượng Tanaka cũng không dám khiêu chiến thì có tư cách gì so được với 4 cậu chủ chiến quốc. Khổng Tề Thiên là người có tên tuổi ngang với 4 cậu chủ chiến quốc. Nói cách khác Tiêu Chính Văn đổi hướng thừa nhận không bằng 4 cậu chủ chiến quốc, càng không bằng Khổng Tề Thiên ông ta. Ông Khổng đang nghĩ gì thế, Điền Văn xuyên qua cửa xe ngựa nhìn Khổng Tề Thiên nói. Nghe thế Khổng Tề Thiên quay sang nhìn Điền Văn. Cười nhạt đáp, kể từ hôm nay không còn phải sợ nữa thế tục,
hơn nữa danh tiếng của Tiêu Chính Văn đã bị hủy hoại, tầm ảnh hưởng ở thế tục chắc chắn không còn như trước. Nhà họ Khổng quả nhiên danh bất hư truyền, kiếm chưa dính máu đã giải quyết được một đối thủ mạnh, quả nhiên là kế hay, Điền Văn nói. Thật ra hôm nay Điền Văn cũng không giúp ích gì được cho bản thân mà chỉ làm điều có lợi cho người khác. Mặc dù bây giờ nhà họ Khổng do hắn thống trị nhưng dù sao hắn cũng không phải họ Khổng, càng không phải là nhân vật lớn gì ở nhà họ Khổng. Hắn mãi mãi chỉ có thể đại diện cho Điền Tề. Quá khen rồi, chẳng qua chỉ là một kế nhỏ thôi, không ngờ Tiêu Chính Văn lại thông minh thế, nếu hôm nay cậu ta có gan ra tay thì chắc sẽ chết. Ngay cả Hachiki Orochi cũng đến giúp đỡ, tiếc là cuối cùng vẫn để cậu ta chạy thoát. Ánh mắt Khổng Tề Thiên lóe lên tia lạnh lùng, không cam lòng nói. Điền Văn khẽ gật đầu nói, kết quả này đều là lựa chọn khá tốt cho anh ta và cho chúng ta, nếu Hachiki Orochi ra tay thì danh tiếng ông và tôi đều khó tránh khỏi bị tổn hại. Nói thế nào ông ta cũng là người vi hào, Điền Văn tôi thân là cậu chủ nước Tề, sao có thể hợp sức bắt tay với người vi hào được chứ? Nhà họ Khổng ông trước giờ đều nổi tiếng là đạo đức nhân từ, nếu để người ngoài biết nhà họ Khổng có liên hệ với người vi hào, e là danh tiếng sẽ hỏng mất. Chỉ vì để giết một Tiêu Chính Văn mà phải trả cái giá quá lớn thì không đáng. Nói đến đây Điền Văn hơi dừng lại, rồi nói tiếp, mặc dù hôm nay anh ta thoát được một nạn nhưng hình tượng của anh ta ở thế tục đã bị hủy hoại rồi. Ở vùng ngoài lãnh thổ, uy danh càng mất sạch, người như thế không thể có bất kỳ hành động nào nữa. Giọng điệu của Điền Văn còn có mấy phần tiếc nuối, thật ra xét từ lợi ích cá nhân của hắn, hắn không mong nhìn thấy cảnh này xảy ra nhất. Dù sao chỉ có khối đục nước mới có lợi cho hắn nhất, hơn nữa có Tiêu Chính Văn khống chế, cho dù là với Khổng Tề Thiên hay Ngụy Vinh Kỳ thì đều là một sự khống chế vô hình. Như thế Điền Văn hắn có thể vươn tay ra làm những việc hắn muốn. Bây giờ Tiêu Chính Văn không còn đe dọa được nữa, tiếp theo trận chiến giữa bốn cậu chủ chiến quốc sẽ càng gay cấn hơn. Hai vị, dù thế nào Tiêu Chính Văn đã trở thành quá khứ, nếu hai vị không có việc gì gấp, sao không đến nhà tôi nói chuyện, Hòa Thượng Tanaka mời. Chương 4376 thái độ của Hòa Thượng Tanaka với Tiêu Chính Văn và với đám người Điền Văn hoàn toàn khác nhau. Khổng Tề Thiên hay Điền Văn đều có lai lịch khá lớn, dĩ nhiên Hòa Thượng Tanaka sẽ không đắc tội. Hơn nữa nếu lời này của Hòa Thượng Tanaka được truyền ra ngoài, so sánh ra thì càng thấy rõ sự cách biệt. Ở một diễn biến khác, trên đường quay về đế khư, Từ Huy Tổ ôm một bụng tức, đến khi về đến thành Đại Phong, ông ta vẫn giận không nguôi. Thật ra dù hôm nay có đánh nhau với Hòa Thượng Tanaka, kết quả cũng không thể biết được, ông ta không hiểu tại sao Tiêu Chính Văn lại thỏa hiệp với đối phương. Cậu Tiêu, lẽ nào chúng ta phải nhẫn nhịn chuyện hôm nay như thế ư, Từ Huy Tổ nhíu mày nói. Nghe thế Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, nhịn, từ khi chúng ta đi khỏi thành Minh Nguyệt, họ đã trúng kế rồi. Sau đó Tiêu Chính Văn quay sang nhìn Trương Việt nói, ông đã rời long mạch dưới mạch đất của nhà họ Trương đi chưa? Trương Việt gật đầu, đã chuyển đi theo lệnh bí mật của cậu Tiêu rồi, hơn nữa còn phá hoại hoàn toàn mạch đất, có lẽ không lâu nữa nơi đó sẽ trở thành hang động của ma quỷ. Hơn nữa mất đi long mạch trấn giữ, e là không đến 3 ngày nơi đó sẽ thông với âm phủ. Thậm chí có khả năng sẽ khiến địa ngục chui thẳng vào mặt đất, biến cả thành Minh Nguyệt trở thành quỷ vực. Trương Việt lạnh lùng nói. Long mạch vốn dĩ có tác dụng trấn tà, trước đó vẫn luôn có long mạch trấn giữ nên thành Minh Nguyệt mới bình yên vô sự, nhưng một khi long mạch bị rời đi thì cả thành Minh Nguyệt sẽ mất đi sự bảo vệ. Hơn nữa âm phủ trong truyền thuyết cũng thật sự tồn tại, một khi âm phủ xuất hiện thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Đừng nói là đại đế hay đế quân. Dù là cao thủ thiên cảnh cũng bất lực trước âm phủ. Những bí mật này cũng chỉ có người nhà họ Trương mới biết, người ngoài không hề biết đến. Hơn nữa sự tồn tại của âm phủ luôn là điều cấm kỵ, ngay cả lãnh đạo cấp cao của Thiên Đạo Minh Ước cũng luôn giữ kín với bên ngoài vì lo sợ sẽ làm lòng người dậy sóng. Tiêu Chính Văn gật đầu, còn mấy người Từ Huy Tổ đến lúc này mới hiểu tại sao Tiêu Chính Văn lại lặng lẽ dẫn nhà họ Trương rời khỏi thành Minh Nguyệt. Người nhà họ Trương vừa đi, không lâu sau nơi đó sẽ trở thành quỷ vực đáng sợ nhất ở cả vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí còn đáng sợ hơn Bắc vực do huyết tộc nắm quyền. Trong một trang viên ở Tây Nam thành Minh Nguyệt, Hòa Thượng Tanaka tự mình tiếp khách,
bên cạnh không chỉ có Điền Văn và Khổng Tề Thiên mà ngay cả Hồng Ấn và Ngụy Vinh Kỳ cũng ngồi đó. Hòa thượng đúng là cao tay, mấy người Điền Văn đều nâng tách trà lên lấy trà thay rượu mời Hòa thượng Tanaka một ly. Chương 4377 các cậu chủ quá khen rồi. Sau này, tôi vẫn còn phải nhờ cậy vào các vị, Hòa thượng Tanaka cũng khách khí mời lại mọi người. Sức chiến của Hòa thượng rất tốt, có thể gọi là đệ nhất thiên hạ, ngay cả tôi cũng không dám so tài với Hòa thượng. Khổng Tề Thiên nghiêm túc nói. Lời này của ông ta không phải đang tâng bốc Hòa thượng Tanaka, mà là đang nói sự thật. Quá khen, thật ra, với tài năng của các cậu chủ, không bao lâu nữa, thực sự sẽ vượt qua tôi. Đến lúc đó, tôi nguyện làm con tốt cho các vị, mong các vị chiếu cố tôi hơn mới phải. Mặc dù lời này của Hòa thượng Tanaka vô cùng khách khí, nhưng lại tương đương với việc thừa nhận lời Khổng Tề Thiên nói. Hòa thượng Túc Văn có Phật Pháp uyên thâm, sức chiến đấu cao, nhưng đáng tiếc là chưa từng nhờ Hòa thượng chỉ bảo, thật sự đáng tiếc. Erdogan nói với Hòa thượng Tanaka. 3 ngày trước, Hòa thượng Tanaka đã đấu với Kaius. Lúc này, Điền Khải đột nhiên đi ra từ sảnh sau. Kết quả thế nào? Điền Văn và những người khác chuyển sự chú ý sang Điền Khải. Mặc dù Kaius là người của Thánh Giáo Đình, nhưng thực lực có thể sánh ngang với 4 cậu chủ chiến quốc, cho nên mọi người vô cùng quan tâm đến kết quả của trận chiến này. Có tin đồn rằng Hòa thượng Tanaka là người mạnh nhất dưới trướng 4 cậu chủ chiến quốc, nhưng Điền Văn cũng chưa từng kiểm chứng tin đồn này. Vì vậy, lời Điền Khải nói sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Lúc đó chỉ là tình bạn chia cắt, Kaius còn muốn đi qua biển sao trời, vì vậy chắc chắn sẽ có biện pháp dự phòng, Hòa thượng Tanaka mỉm cười nói. Mặc dù Hòa thượng Tanaka chưa nói ra kết quả, nhưng từ biểu hiện của ông ta, mọi người đều có thể đoán ra được kết quả. Ít nhất cũng là Hòa, nếu không, sao bây giờ Hòa thượng Tanaka có thể an toàn ngồi đây? Ngay cả Hồng Ấn cũng phải liếc nhìn Hòa thượng Tanaka. Thật ra, như lời Hòa thượng nói, chỉ là hòa nhau mà thôi, Điền Khải vừa cười vừa nói, ngồi xuống bên cạnh Điền Văn, tự rót một tách trà rồi nhấp một ngụm. Nghe vậy, mọi người còn kinh ngạc hơn. Thực ra cho dù cùng cấp bậc, cũng khó có thể hòa nhau, trừ phi một bên nào đó khống chế lực vừa phải. Đám người Điền Văn đều tự nhận không có năng lực khống chế này. Đừng nói là khống chế, cho dù dùng hết sức lực cũng chẳng thể làm gì. Kết quả này chứng tỏ về khả năng lĩnh ngộ trận pháp và khống chế năng lực, Hòa thượng Tanaka đã đạt đến một cảnh giới đáng sợ. Hiện tại, e rằng khó mà tìm được một vị cao thủ tuyệt thế như Hòa thượng Tanaka, có thể kiểm soát sức mạnh tuyệt đối. Trừ phí là cao thủ trên thiên cảnh, mới có thể làm được điều này. Chương 4378 đồng thời, điều này cũng cho thấy Hòa thượng Tanaka cũng biết đạo lý tiến lùi. Không thắng Kaius, đắc tội Thánh Giáo Đình, cũng không bại trong tay ông ta, khiến bản thân mất mặt. Có thể nói, Hòa thượng Tanaka thật sự là đa mưu túc trí. Thiên hạ sau này sẽ do các cậu chủ làm chủ, tôi chỉ là giúp sức mà thôi. Hòa thượng Tanaka cười nói. Lai lịch của những người này đều không tầm thường, chưa nói đến thế lực ở vùng ngoài vũ trụ phía sau Hồng Ấn, chỉ riêng đám người Điền Văn, ai cũng đại diện cho một nước. Phía sau Ngụy Vinh Kỳ có Đại Ngụy, Điền Văn có Điền Tề, thậm chí còn có thế lực nhà họ Khổng, phía sau Triệu Thắng còn có cả dòng dõi nước Triệu. Bất cứ thế lực nào cũng đều là sự tồn tại mà Hòa thượng Tanaka phải ngước nhìn. Trong những thế lực này, thế lực yếu nhất là Hachiki Orochi của Vi Hào. Suy cho cùng, Vi Hào cũng chỉ là nô lệ. Không có tư cách sánh ngang với các thế lực khác. Trên danh nghĩa, Hachiki Orochi có vẻ như cao hơn 4 cậu tử chiến quốc một bậc, nhưng thực tế không phải vậy. Ngay cả Triệu Thắng, kẻ yếu nhất trong số họ cũng hoàn toàn có thể quét sạch sức mạnh của Vi Hào ở vùng ngoài lãnh thổ trong vòng nháy mắt, nếu sử dụng sức mạnh của nước Triệu. Vì vậy, Hòa thượng Tanaka mới phải tìm một lối thoát cho chính mình. Cũng không hẳn là như vậy. Người của Thiên Đạo Minh Ước vẫn chưa xuất hiện, tôi không tin Thiên Đạo Minh Ước không thèm muốn tim rồng. Lúc trái tim rồng Bạch Long xuất hiện, Thiên Đạo Minh Ước nhất định sẽ ra tay. Điền Văn nhìn chằm chằm vào tách trà, lạnh lùng nói. Thiên Đạo Minh Ước tung hoành nhiều thời đại, có rất nhiều cao thủ cùng đẳng cấp như bọn họ, nhưng điều kỳ lạ là Thiên Đạo Minh Ước chưa từng xuất hiện, dường như chỉ là người ngoài cuộc, nhìn các bên đấu xé lẫn nhau.
Lời này của Điền Văn cũng có ý nói với mọi người rằng mặc dù hắn và nhà họ Khổng đã kết liên minh, nhưng chắc chắn không phải là nội gián do Thiên Đạo Minh Ước phái tới. Đám người Ngụy Vinh Kỳ chỉ cười với hắn, không hề coi lời hắn là thật. Việc nhà họ Khổng đầu cơ cho Thiên Đạo Minh Ước đã không còn là điều gì bí mật nữa, Điền Văn có quan hệ mật thiết với nhà họ Khổng, thậm chí nhà họ Khổng còn giao lại quyền lực cho hắn, vậy mà hắn còn dám nói không liên quan gì với Thiên Đạo Minh Ước. Dù sao nhờ có sự giúp đỡ của Hòa Thượng hôm nay, tôi mới có thể giải quyết được Tiêu Chính Văn mà không phải đổ máu. Khổng Tề Thiên vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Ít nhất sau lưng Điền Văn còn có Điền Tề, một trong 7 cường quốc thời chiến quốc, mà sau lưng ông ta chỉ có nhà họ Khổng. Nói cách khác, nếu Điền Văn không phải tay sai của Thiên Đạo Minh Ước, thì Khổng Tề Thiên dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan. Thế tử Khổng quá lời rồi, chỉ là một tiểu bối thôi mà, có gì phải bận tâm chứ? Nếu không phải cậu ta chịu nhún nhường thì hôm nay tôi đã nghiền nát cậu ta rồi. Hòa thượng Tanaka đắc ý cười lớn. Thực ra, theo lý mà nói, Hòa thượng Tanaka vốn không nên tham gia vào cuộc tranh chấp này, hay nói cách khác, ân oán giữa Tiêu Chính Văn và đám người Điền Văn không liên quan gì đến ông ta. Chương 4379 nhưng gần đây danh tiếng của Tiêu Chính Văn quả thực quá lớn, hơn nữa, còn âm thầm trở thành người đứng đầu trong số thế hệ trẻ. Sau nhiều lần cân đo đong đến, Hòa thượng Tanaka mới quyết định ra tay, một mặt là vì nể mặt Điền Văn, một mặt khác là muốn thể hiện thực lực của mình với người đời. Ngay cả người như Tiêu Chính Văn cũng phải cúi đầu trước ông ta, vậy thì cần gì phải bàn cãi thêm về sức mạnh của ông ta nữa? Thưa các vị, biển sao trời cách đây 500 km, nếu các vị có ý kiến gì, bây giờ đã có thể chuẩn bị lên đường rồi. Hòa thượng Tanaka nhắc nhở mọi người. Trong biển sao trời không chỉ có thần lực do các đại tài thời thượng cổ để lại, mà còn ẩn chứa khí tức của rồng. Khí tức của rồng trong biển sao trời khác với khí tức của rồng mà Vương Vũ có được lúc trước. Đó là khí tức của rồng được truyền lại từ thời thượng cổ, có thể nâng cao cảnh giới bất cứ lúc nào, hơn nữa còn là vô tận. Đối với Điền Văn và những người khác, khí tức của rồng thực sự là một bảo vật quý hiếm. Vì vậy, sau khi trò chuyện một lúc, mọi người cùng đi về hướng biển sao trời. Cùng lúc này, Sogo Sakai cũng đang nghe thuộc hạ báo cáo. Một lúc lâu sau, Sogo Sakai chế nhạo nói, như vậy có nghĩa là Tiêu Chính Văn đã bị Hòa thượng Tanaka ép lui rồi à? Đúng vậy, cho dù hắn không cam lòng thì cũng chỉ có thể rút lui. Nếu không rất có thể sẽ bị Khổng Tề Thiên và Điền Văn giết chết. Một người mặc đồ đen bên cạnh hắn nói với vẻ chế nhạo. Hừ, Tiêu Chính Văn ơi Tiêu Chính Văn, chẳng phải cậu tự kiêu lắm sao? Một Hòa thượng Tanaka đã khiến cậu sợ hãi rồi à? Thật đáng tiếc, là vẫn chưa thể trừ khử tận gốc tên này. Sogo Sakai hít một hơi thật sâu với vẻ không cam lòng. Lần này, để mời Hòa thượng Tanaka, ông ta đã phải hiến dâng một cô công chúa của Vương Thất Phi Hào, nhưng bây giờ Vương Thất Phi Hào ngày càng suy yếu, công chúa cũng dần trở nên quý hiếm, có thể nói là dùng một bớt một. Mất đi một công chúa nhưng lại không thể giết chết Tiêu Chính Văn, trong lòng Sogo Sakai vô cùng phẫn uất. Thực ra ông không cần phải tiếc nuối. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Ngay sau đó, sát khí ngập trời lập tức bao phủ toàn bộ hoa viên. Một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt của mọi người trong nháy mắt. Khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen, sắc mặt Sogo Sakai lập tức thay đổi. Nhưng ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn mặc đồ đen. Thấy Sogo Sakai bình tĩnh như vậy, Tiêu Chính Văn phải nhìn ông ta bằng con mắt khác. Nếu là người khác, chắc chắn lúc này sẽ vô cùng hoảng loạn. Chương 4380 nhưng Sogo Sakai không hề hoảng sợ, ngược lại còn rất bình tĩnh, còn có phần khí phách. Đột nhiên, khí tức quanh người Sogo Sakai tỏa ra, một bóng hình to lớn xuất hiện phía sau ông ta. Bóng dáng đó giống như một vị thần dáng thế, nhìn xuống chúng sinh. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu thấy một chiếc bóng cực lớn, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thật ra đây chỉ là một loại ảo ảnh, không phải là Sogo Sakai thật sự có gì hơn người. Mấy trò lừa bịp vặt vãnh này gạt được người khác, chứ sao có thể lừa được ánh mắt của Tiêu Chính Văn. Theo lý mà nói, người đã trên cảnh giới đế cảnh sẽ không tu luyện loại ảo thuật này nữa, vì gặp kẻ địch mạnh thì ảo ảnh này cũng hoàn toàn không có lực sát thương gì.
nhưng dẫu sao nhà họ Âm Dương của Vi Hào cũng chỉ truyền thừa một số trận pháp thời kỳ Tiên Tần mà thôi, đối với bọn họ, ảo thuật cũng là một trận pháp cực kỳ cao thâm. Hơn nữa, lúc đối phó với Thánh Giáo Đình, loại trận pháp này vô cùng có ích, Sogo Sakai đã từng dùng ảo ảnh này dọa Chaos sợ chết khiếp. Nhưng tiếc rằng người mà ông ta đối mặt bây giờ không phải người của Thánh Giáo Đình mà là Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không hề dừng lại, thẳng thừng khoát tay, một tia chớp màu tím đánh thẳng xuống. Nhất thời, khí tức vô cùng kinh khủng đột nhiên bao trùm lên Sogo Sakai, ngay sau đó, khí tức bùng nổ như nước gợn sóng lan ra khắp bốn phương, càng lúc càng cao trông giống như sóng biển. Mà mỗi một lượt khí tức tấn công tới, ảo ảnh sau lưng Sogo Sakai lại thu nhỏ lại một chút. Đến cuối cùng, thậm chí Sogo Sakai còn không có cơ hội phản kháng đã bị tia chớp màu tím đánh thành cho bụi. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn mạnh mẽ giơ lòng bàn tay ra, một tia sáng u ám cũng phóng ra từ đó. Chỉ thấy một chiếc đại đỉnh vô cùng lớn, bao trùm lên trên màn ánh sáng u ám kia, rồi hút sạch nó. Tất cả mọi thứ cũng xảy ra trong chớp mắt, thậm chí còn giống như chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì. Bên ngoài không thấy được chút ánh sáng u ám nào, mãi đến hồi lâu sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, đám thị vệ bên cạnh Sogo Sakai vẫn còn chìm trong kinh hoàng. Đệ tử thân truyền Sogo Sakai của Hachiki Orochi thậm chí còn không chống đỡ nổi một đòn tấn công của đối phương đã hóa thành cho bụi, hài cốt cũng không còn. Một khi tin tức này truyền ra ngoài, ắt sẽ gây ra sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, đám người Điền Văn cũng rối rít chạy tới biển sao trời. Tuy biển sao trời chỉ là một hồ nước, nhưng là hồ lớn nhất của toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ, không có hồ nào sánh bằng. Nhìn khắp một lượt, trong mấy ngàn dặm đều là nước hồ với sóng đánh mãnh liệt, vô cùng hùng vĩ giống như một đại dương mênh mông. Trước khi đám người Điền Văn theo tới nơi, đã có không ít người vây xem xung quanh biển sao trời, giờ phút này cũng vẫn có không ít người hối hả chạy tới. Thậm chí không ít tông môn trong bốn vực lớn cũng cử đại diện tới xem xét. Đã có không ít người bỏ lỡ cơ hội với tượng rồng vàng của núi Bách Long lần trước, lần này gần như toàn bộ thế lực khắp nơi đều tụ tập tại đây. Giờ phút này, cũng có người thi triển trận pháp thiên kính, bao trùm cả biển sao trời bên trong, tất cả mọi người đều thấy vô cùng rõ ràng chân thật gió thổi cỏ lay trên mặt hồ. Chương 4381 bốn cậu chủ chiến quốc lại tề tựu nơi này, xem ra, hôm nay đã chắc chắn sẽ không bình yên. Sau khi thấy đám người Điền Văn, không ít người cảm thán thở dài. Còn có mấy vị cao thủ cảnh giới đế quân cũng rối rít lui về sau. Sợ mình bị cuốn vào trong cuộc phân tranh hôm nay. Hễ bốn cậu chủ tề tựu cũng biểu thị chiến tranh sắp nổ ra, dù là cao thủ cảnh giới đế quân đối mặt với bốn cậu chủ chiến quốc cũng không có chút phần thắng nào. Tuy ngày thường bọn họ cũng đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, nhưng hôm nay, sau khi biết trận đánh thảm thiết trên núi Bách Long, bọn họ đều lựa chọn giữ mình. Ở ngay bờ bên kia đối diện với bốn cậu chủ chiến quốc, một ông lão tóc trắng đeo kiếm dài trên lưng, ngạo nghễ đứng trên không. Thanh kiếm dài dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lấp lánh rực rỡ, kiếm khí bao phủ chu vi trăm dặm, làm người ta không dám nhìn thẳng. Đó là đệ tử của kiếm thánh cái nhiếp phải không? Người mở lời là một vị cao thủ cảnh giới đại đế với đế cảnh cấp 5, cũng được coi là người tiếng tăm lừng lẫy, được người người kính trọng. Thường ngày, bất kể cao thủ cảnh giới đại đế như ông ta đến đâu cũng sẽ được người người tôn sùng là thượng khách, nhiệt tình tiếp đãi. Nhưng hôm nay, đệ tử của cái nhiếp chỉ có thể coi như một nhân vật nhỏ không đáng kể, dù đối phương chỉ tùy ý vung kiếm, cũng có thể chém chết ông ta ngay tại chỗ. Tôi nghe nói, thành tựu về kiếm đạo của người này không hề thua kém Ngụy Vinh Kỳ, hai người họ cũng đều là đệ tử của cái nhiếp, không biết có phải Ngụy Vinh Kỳ cố tình mời tới hay không? Chắc không phải đâu, Ngụy Vinh Kỳ luôn luôn cao ngạo, không qua lại với đồng môn, sao có thể hẹn hắn cùng tới được chứ? Chưa chắc. Chẳng lẽ mọi người đều quên chuyện lần trước trên núi Bách Long rồi sao? Nếu như ngày đó có người này tương trợ, tôi nghĩ chắc chắn Ngụy Vinh Kỳ sẽ thắng. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, suy đoán ý đồ của ông lão tóc trắng. Nhìn khắp vùng ngoài lãnh thổ, bao nhiêu người có thể đánh một trận cùng đệ tử của cái nhiếp? Ở trước mặt cái nhiếp thích khách hàng đầu chiến quốc thì những thứ gọi là kiếm tiên kiếm ma, căn bản không đáng nhắc tới. Thậm chí ngay cả đệ tử của ông ta cũng không muốn dùng danh hiệu này. Tiền bối Thiên Quỳnh Tử. Sao ông cũng tới đây, Bệ Kính vừa nghiêng đầu, vừa khéo thấy cách đó không xa có một ông lão đang đứng vuốt râu, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía ông lão tóc trắng bờ bên kia.
Thiên Quỳnh Tử này là người có tài nghệ tuyệt vời, nghe nói ông ta có quan hệ vô cùng sâu xa với vương thất họ Chu, thậm chí còn từng đứng ngang hàng với Trương Nghi, thân phận thâm sâu khó lường. Mà bản thân ông ta lại là một cao thủ cảnh giới đế quân. Bốn cậu chủ chiến quốc tề tựu, còn có cao thủ vùng ngoài vũ trụ ở đây, chúng ta vẫn nên khiêm tốn thì hơn, Thiên Quỳnh Tử nhìn bệ kính, nhỏ giọng nói. Giờ phút này, Hồng Ấn đang bay qua đỉnh đầu mọi người, uy nghiêm áp đảo, không có hề có ý định che giấu, ngay cả cao thủ cảnh giới đại đế cũng cảm thấy khó thở. Chương 4382 bệ kính không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên Hồng Ấn trên không trung, cao mày nói, ông ta là Hồng Ấn trong truyền thuyết hà. Không sai, ông ta là cao thủ tới từ vùng ngoài vũ trụ Hồng Ấn. Cho nên tốt nhất chúng ta không nên khoa trương quá, Thiên Quỳnh Tử cũng nhìn Hồng Ấn nói. Theo lý mà nói, ông ta và Hồng Ấn đều là cao thủ cảnh giới đế quân, nhiều nhất cũng chỉ ngang vai vế mà thôi, không nên sợ hãi như vậy. Nhưng Thiên Quỳnh Tử là người sáng suốt, quan hệ giữa Hồng Ấn và bốn cậu chủ chiến quốc quá mức vi diệu, ai mà biết, bốn cậu chủ chiến quốc có liên quan gì đến Hồng Ấn hay không. Lỡ như chọc giận Hồng Ấn thì phải đối mặt với việc bốn cậu chủ chiến quốc bắt tay chèn ép, ông ta không muốn trở thành Tiêu Chính Văn thứ hai. Vào thời khắc này, không ít người của Thánh Giáo Đình cũng lũ lượt chạy tới, Thế tử Âu Lục cũng nhao nhao xuất hiện. Dù Erdogan bị thương nặng, nhưng giờ phút này vẫn đứng ngạo nghễ trên không, quan sát mọi người phía dưới. Ông lão tóc trắng đối diện nhìn xa xa về phía đám người Erdogan chắp tay cúi đầu xem như lời chào hỏi. Ngụy Vinh Kỳ cũng chắp tay chào ông lão theo nghi thức của đồng môn. Cử động rất nhỏ này càng minh chứng chắc chắn suy đoán của không ít người trước đó. Ông nội, người đã đạt đến cảnh giới như bọn họ cũng cần chạy tới học hỏi sao? Lúc này, một cô gái trẻ tuổi trong đám người nhỏ giọng hỏi Thiên Quỳnh Tử bên cạnh. Đừng nói bậy, bốn cậu chủ chiến quốc đích thân tới, đương nhiên là vì trong biển sao trời có khí tức của rồng. Người ta còn cần học hỏi sao, Thiên Quỳnh Tử nhíu mày lại nhỏ giọng mắng. Cô gái nghe vậy, không hiểu nhíu mày lại nói, khí tức của rồng. Chẳng phải ông nói, khí tức của rồng chỉ có thể dựa vào bản thân tư tu luyện để đạt được sao? Tất cả ngoại lực đều không thể sử dụng mà. Chẳng lẽ ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy mà những cậu chủ thời chiến quốc như họ cũng không hiểu sao? Đừng nói bừa, Thiên Quỳnh Tử nhíu mày, trợn mắt nhìn cô gái trẻ nói, cháu có biết. Khí tức của rồng thật và khí tức của rồng khác biệt gì không? Vốn dĩ trong biển sao trời này có sóng lớn ngút trời cũng là vì hàm chứa một luồng khí tức của rồng thật. Đó là ý chí cường đại của long tộc truyền từ thời thượng cổ, bất kể ai có được khí tức của rồng thật, đều sẽ xông thẳng lên trời như có thần giúp, thậm chí đột phá thiên cảnh cũng là chuyện trong tầm tay. Cô gái nghe vậy, bĩu môi nói, ông nội, không phải ông vẫn luôn muốn nhờ bốn cậu chủ chiến quốc chỉ dạy sao? Nhân dịp bọn họ chưa có được khí tức của rồng thật thì nhờ chỉ dạy ngay đi, chờ họ đột phá thiên cảnh sẽ không còn cơ hội nữa. Chỉ dạy, Thiên Quỳnh Tử không khỏi nở nụ cười khổ, thật ra đó cũng chỉ là câu nói đùa ngày thường thôi, nhờ bốn cậu chủ chiến quốc chỉ dạy ư. Ông ta không xứng. Chương 4383 cho dù ông ta cũng có chút thực lực, nhưng so với bốn cậu chủ chiến quốc, chút thực lực và lai lịch này căn bản nhỏ của ông ta không đáng kể. Với thân phận của ông ta có thể chèn ép một đám thế gia và tông môn, nhưng trước mặt bốn cậu chủ chiến quốc, e rằng ngay cả tư cách nói chuyện, ông ta cũng không có. Thật ra bất kể người khác nói thế nào, so với bốn cậu chủ chiến quốc, cháu vẫn coi trọng Tiêu Chính Văn hơn, lúc cô gái nhắc đến Tiêu Chính Văn, trên mặt không khỏi ửng đỏ. Cô gái trẻ đỏ mặt, lộ ra dáng vẻ hết sức ngại ngùng, khiến cho đám con cháu thế gia xung quanh đều dạo dực. Xuyệt. Thiên Quỳnh Tử vội vàng làm một động tác tay ý bảo mọi người trật tự, nói Tiêu Chính Văn vừa bị đuổi ra khỏi thành Minh Nguyệt, hơn nữa trước đấy còn đắc tội với bốn cậu chủ chiến quốc, chỉ dựa vào câu nói ban nãy của cháu thôi cũng đủ để phạm vào tội chết rồi. Mặc dù nói thì như vậy, thế nhưng Thiên Quỳnh Tử vẫn cực kỳ coi trọng Tiêu Chính Văn, dẫu sao đó cũng là người mà Trương Nghi và ba nhân vật nổi tiếng khác ở chiến quốc vô cùng xem trọng. Dù không tin tưởng người khác, nhưng Thiên Quỳnh Tử vẫn tin vào con mắt của Trương Nghi. Chỉ có điều tạm thời tình thế đang rất bất lợi cho Tiêu Chính Văn mà thôi, trong thời điểm mấu chốt này, đương nhiên kính trọng nhưng vẫn phải cách xa Tiêu Chính Văn một chút. Hừ, điều cháu nói đều là sự thật, gì mà bốn cậu chủ chiến quốc, còn không phải đều dựa vào thế lực sau lưng bọn họ sao?
Nếu như gạt bỏ bối cảnh thì ai trong số bốn người bọn họ dám so bì với Tiêu Chính Văn, cô gái trẻ không phục lên tiếng. Không được ăn nói linh tinh, cháu và ông đều là người của đất Ngụy, thứ mà cháu nên nghĩ là làm sao mới có thể gả cho cậu chủ Vinh Kỳ chứ không phải cứ nhớ nhung mãi một kẻ trong thế tục. Thiên Quỳnh Tử nhíu mày, lạnh lùng cảnh cáo. Hừ, gả cho anh ta ư? Cô gái trẻ khinh thường liếc nhìn Ngụy Vinh Kỳ, lắc đầu nói, cháu thà chết chứ cũng sẽ không gả cho Ngụy Vinh Kỳ. Cháu thà gả cho Tiêu Chính Văn còn hơn. Cháu Thiên Quỳnh Tử bị những lời này của cô gái trẻ chọc giận tới độ sắc mặt trắng bệch, ngay cả cánh môi cũng không ngừng run lên. Nếu như không phải cháu gái của mình bị chiều hư từ nhỏ thì cũng sẽ không nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo như thế. Hơn nữa, thân là một người của đất Ngụy mà lại làm ầm lên muốn gả cho Tiêu Chính Văn ở trước mặt nhiều người như vậy, ngay cả ông ta cũng cảm thấy quá mất mặt. Thật ra mấy mảnh đất như đất Tề, đất Ngụy, đất Triệu, đất Tần đều là những mảnh đất ngoài pháp luật hoàn toàn độc lập nằm bên ngoài bốn khu vực lớn. Đồng thời cũng tượng trưng cho uy nghiêm của bảy triều đại chiến quốc ở vùng ngoài lãnh thổ. Chương 4384 con dân của các vùng đều là thần dân của bảy nước này, không bị kiểm soát và khống chế bởi các tông môn khác ở vùng ngoài lãnh thổ. Sao ạ, Tiêu Chính Văn mạnh hơn bọn họ, hơn nữa người ta cũng dựa vào thực lực của bản thân để đánh tới tận vùng ngoài lãnh thổ, cô gái trẻ tranh biện tới cùng. Hai, Thiên Quỳnh Tử không khỏi thở dài, nói cháu chỉ nhìn thấy ánh hào quang của cậu ta mà thôi, nhưng cháu có từng nghĩ tại sao Tiêu Chính Văn lại bị bốn cậu chủ liên thủ áp chế hay không? Bốn cậu chủ không phải đại diện cho thế lực thông thường mà là đất Tề, đất Ngụy, đất Triệu, đất Sở. Vậy là cậu ta đã đắc tội tương đương với quá nửa thế lực chiến quốc rồi. Chưa nói tới chuyện cậu ta có thể có tương lai hay không. Dù sau này cảnh giới của cậu ta còn tăng lên nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị bốn cậu chủ lớn áp chế, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Thật sự gả cho một kẻ như vậy, nhà họ Huệ chúng ta sau này cũng sẽ vì cháu mà suy bại thôi. Ông nội, cô gái trẻ tức tới độ ngực phập phồng lên xuống, thế nhưng lại chẳng có lời nào để đáp trả. Quả thực giống như Thiên Quỳnh Tử vừa nói, Tiêu Chính Văn giờ thật sự không còn uy phong, hơn nữa còn bị ép rút khỏi thành Minh Nguyệt. Thật ra, võ đài hiện tại đã không còn thuộc về cậu ta nữa rồi. Thậm chí có thể nói là ngay cả tư cách lên sàn Tiêu Chính Văn cũng chẳng có nữa. Cháu nhìn những người tới quan sát xung quanh xem, có ai không phải đến vì cậu chủ chiến quốc. Ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể khiêm tốn xin chỉ giáo ở trước mặt bốn cậu chủ chiến quốc, tên Tiêu Chính Văn đó sao có thể sánh vai với bốn cậu chủ chiến quốc cơ chứ? Nếu như cháu có thể gả vào Ngụy Thị, trở thành vợ của cậu chủ Ngụy Vinh Kỳ, nhà họ Huệ chúng ta rất có khả năng sẽ lại nhận được sự trọng dụng của Ngụy Thị, hơn nữa điều này cũng cực kỳ có lợi đối với tương lai của nhà họ Huệ chúng ta. Thiên Quỳnh Tử kiên nhẫn nói ra điểm được mất. Thế nhưng, cô gái trẻ căn bản không hề quan tâm tới những lời ông ta nói, khăng khăng lên tiếng, dù trời có sụp xuống thì cháu cũng vẫn thích Tiêu Chính Văn. Hơn nữa cháu chỉ muốn gả cho mình anh ấy thôi. Con bé này, dù cháu không thích Ngụy Vinh Kỳ thì cũng có thể gả cho cậu chủ Điền Văn của đất Tề, hơn nữa Điền Văn còn là đại diện của nhà họ Khổng. Chúng ta dựa vào nhà họ Khổng, lại chiếm cứ vùng ngoài lãnh thổ, sau này tiền đồ sẽ không hạn định. Một ông lão đứng bên cạnh vuốt râu cười nói. Lão quỷ tư không, ông nói như vậy có hơi quá rồi đấy, Thiên Quỳnh Tử lạnh lùng liếc nhìn ông lão một cái. Ông lão phía đối diện chỉ khẽ cười chứ không so đo với Thiên Quỳnh Tử. Nói, thật ra so ra thì Ngụy Vinh Kỳ quả thực hơi cao ngạo, cổ nhân đã nói, cứng quá thì dễ gãy. Tư Không Phàm lúc này vốn dĩ nên ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Bởi vì trước đó xảy ra chuyện hai người Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng liên thủ công kích Điền Văn nên ông ta mới phải trở về từ chiến trường vùng ngoài vũ trụ, để ra mặt giúp cho Điền Văn. Mặc dù hai cao thủ Tử Cống và Tử Dư của nhà họ Khổng đã ra mặt, thế nhưng dẫu sao cũng là thái độ của nhà họ Khổng. Ngụy Thị cũng buộc phải lấy ra con át chủ bài của mình, nếu không hai cậu chủ Điền Tề đâu còn uy nghiêm nữa. Hơn nữa, chuyện trên núi Bách Long lần trước cũng khiến cho bên phía Tề Quốc không thể không đề phòng, lỡ như lại có người âm thầm nhúng tay vào thì các thế lực đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tới lúc đó, nhà họ Điền của Tề Quốc cũng buộc phải tỏ rõ thái độ của mình. Ngân Nhi tham kiến tiền bối, cô gái trẻ chắp tay chào hỏi Tư Không Phàm, rõ ràng hết sức kính nể. Ôi! Lão quỷ Huệ Sương, nhìn cháu gái của ông xem, lễ phép biết bao nhiêu, hai chúng ta đã đấu đá cả 500 năm rồi, ông nhìn tôi chướng mắt, tôi nhìn ông cũng chẳng hợp gì, cứ
cứ như vậy tiếp có ý nghĩa sao? Có điều tôi thật sự không ngờ ông lại có một cô cháu gái xinh đẹp tới vậy, đúng là khiến cho tôi phải ước ao. Những lời ban nãy, ông có thể suy xét lại cẩn thận một chút. Lúc nào nghĩ thông thì tôi có thể đại diện chuyển lời tới cậu chủ nhà chúng tôi. Tư Không Phàm quan sát Huệ Ngân Nhi, nói với ánh mắt lấp lánh. Tiền bối Tư Không, nếu như tiện thì ông có thể giúp tôi chuyển lời tới Tiêu Chính Văn rằng, Huệ Ngân Nhi mới nói được một nửa thì đã bị Thiên Quỳnh Tử ngắt lời, nói câm miệng. Lão quỷ Tư Không, trẻ con nói chuyện không thể coi là thật, hy vọng không đừng truyền ra bên ngoài. Nếu không dù có phải liều cái mạng già này thì tôi cũng phải đòi lại lẽ phải với ông. Thiên Quỳnh Tử vẫn không quên uy hiếp Tư Không Phàm một câu. Tư Không Phàm lại nói với vẻ mặt chẳng sao hết, lão quỷ Huệ Sương, ai lại coi lời con trẻ là thật chứ? Có điều vẫn phải nói rằng tên Tiêu Chính Văn kia quả thực không tầm thường. Nếu như không phải bốn cậu chủ chiến quốc trở về thì chắc chắn cậu ta còn có thể giấy lên sóng to gió lớn hơn. Chỉ đáng tiếc là dù cậu ta có không tầm thường thế nào thì so với bốn cậu chủ vẫn còn kém quá xa. Xa thì không nói, chỉ nói về biển sao trời này thôi, dù có cho cậu ta thêm 10 lá gan thì e rằng cậu ta cũng không dám bay qua biển này nhỉ. Thậm chí ngay cả dũng khí tới quan sát học hỏi, cậu ta cũng chẳng có. Tư Không Phàm cười khẩy, quay đầu nhìn về phía biển sao trời. Hừ, lỡ như người ta căn bản khinh thường, Huệ Ngân Nhi vẫn chưa nói xong. Đột nhiên trên mặt biển sao trời dâng lên một con sóng cao ngút trời. L một tia sét từ trên không giáng xuống, từ xa nhìn lại, trên mặt biển sao trời đã bộc phát trận đại chiến có 102. Ai dám ra tay trên biển sao trời vậy? Lúc này, không ít người đều đồng loạt nhảy lên trên không và nhìn về địa điểm xảy ra chuyện. Lúc mọi người đặt chân lên khoảng không mới phát hiện ra điểm xảy ra sự việc thật sự cách biển sao trời chỉ có chưa đầy 100 dặm. Chỉ là dư âm cường đại ảnh hưởng tới biển sao trời mà thôi. Cùng lúc này, Hòa Thượng Tanaka đang nhắm mắt ngồi thẳng trên một mỏm núi đá cực lớn, bên dưới ông ta còn có một khoảng sân, bên trong khoảng sân có một nam thanh niên đang ngồi xếp bằng. Đúng vào lúc này, một luồng máu tanh đột nhiên bay tới không ngừng. Hòa Thượng Tanaka không khỏi mở to hai mắt rồi nhìn xuống bên dưới sườn núi. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái mà Hòa Thượng Tanaka đã trợn trừng hai mắt. Chỉ thấy nam thanh niên đang ngồi xếp bằng dưới sườn núi đã chết thảm bên dưới một tia sét, lúc này đã hóa thành cho bụi. Bên cạnh ông ta, một người đàn ông mặc đồ đen đã che đậy hết bụi máu và huyền quang chỉ trong nháy mắt, bên ngoài thậm chí còn chẳng hề phát giác. Cậu là ai? Hòa Thượng Tanaka phẫn nộ gầm lên một tiếng. Nam thanh niên kia là một trong số những thế tử mà Thánh giáo đình đặc biệt ủy thác cho ông ta dạy bảo. Nhìn thấy thế tử này sắp đột phá lên cảnh giới đại đế nhưng lại bị người ta hóa thành cho bụi ngay tại chỗ, ông ta đâu thể nhẫn nhịn được. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hòa Thượng Tanaka giơ tay lên, một tia sét phóng thẳng về phía người đàn ông mặc đồ đen kia. Ngay lập tức, trên bầu trời tia sét chằng chịt, mây đen che kín, sát khí cường đại thậm chí còn tác động cả tới biển sao trời, làm dâng lên con sóng ngút trời bên trên biển sao trời. Đây chính là điểm đáng sợ của Hòa Thượng Tanaka, chỉ cần một khoảnh khắc đã có thể khiến cho đất trời một phương tuân theo ý niệm của ông ta, hình thành nên uy thế ngút trời. Thật ra Tiêu Chính Văn không muốn gây ra bất kỳ động thái nào quá lớn để tránh khi những người quanh biển sao trời phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn bị Hòa Thượng Tanaka phát hiện. Đối mặt với sấm sét như biển, Tiêu Chính Văn chỉ vung Tịnh Châu Đỉnh trong tay lên bảo vệ. Tịnh Châu Đỉnh là vũ khí thời xưa do Đại Vũ chế ra. Lúc này vì cảm nhận được sự tấn công dữ dội sấm sét, càng như đánh thức thần lực. Va chạm vào với biển sét tuyệt thế đó, đồng thời vô số ký tự từ cổ chí kim đều hiện ra. Rất nhiều ánh sáng màu vàng phản chiếu cả bầu trời thành màu vàng. Giữa những ánh điện và đá lửa, vô số tia sét bị Tịnh Châu Đỉnh hấp thụ như một chất dinh dưỡng, khiến Tịnh Châu Đỉnh càng tăng thêm quyền năng của vũ khí thượng cổ. Cho dù cậu là thần thánh phương nào thì hôm nay cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Mặc dù Hòa Thượng Tanaka cảm thấy khá ngạc nhiên, nhưng lúc này ông ta đã tức giận đến cùng cực, dù buông tay chịu trói cũng phải giết chết Tiêu Chính Văn. Hơn nữa trước đây ông ta cũng từng nghe nói anh em đồng bào họ Triệu Xá bị một người đồ đen giết chết ở giữa đường khi hắn đang quay về. Hơn nữa trên núi Bách Long, cũng là người đàn ông đồ đen này đánh tất cả thế tử và cậu chủ chiến quốc bị thương nặng. Cuối cùng còn cướp mất tượng rồng vàng.
thân phận của người đàn ông đồ đen này luôn là câu đố chưa được giải đáp ở vùng ngoài lãnh thổ. Lúc này người đồ đen này lại dám ra tay hành hung ngay trước mắt ông ta đâu thể buông tha. Chính vì anh đột ngột ra tay nên ánh sáng đen sau khi các thế tử đế cảnh chết thảm lao thẳng lên trời. Thoáng chốc trong vòng hàng ngàn mét trong cả biển sao trời đều bị ánh sáng màu đen che phủ như ban ngày. Chỉ chớp nhoáng hầu như tất cả mọi người đều đoán được bên này đã xảy ra chuyện gì. Những người nhảy lên không trung đó đều hoảng sợ nhìn về nơi Hòa Thượng Tanaka đang ở. Khí tức đáng sợ và ánh sáng màu đen chói mắt đó đều chứng tỏ bên Thánh Giáo Đình có cao thủ vừa chết. Hướng đó chắc là ranh giới của Thánh Giáo Đình, theo tôi được biết chẳng phải Hòa Thượng Tanaka đang ở Thánh Giáo Đình sao? Lẽ nào là ông ta làm? Lúc này có người ngờ vực nói. Không thể nào, Hòa Thượng Tanaka và Thánh Giáo Đình, Âm Dương Giáo có quan hệ khá tốt, không thể là ông ta ra tay. Nếu không phải Hòa Thượng Tanaka thì là, lúc này ngay cả đệ tử của cái nhiếp, ông lão tóc bạc cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Quỳnh Tử và Tư Không Phàm cũng nhìn về hướng Thánh Giáo Đình. Thế mà lại có cao thủ cảnh giới đại đế chết, số lượng cao thủ cảnh giới đại đế có thể đếm trên đầu ngón tay, nói rồi Thiên Quỳnh Tử nhìn về phía người Thánh Giáo Đình. Tất cả cao thủ cảnh giới đại đế lớn tuổi đều được liệt kê ra, chỉ có một thế tử bên Thánh Giáo Đình chưa đến. Là một thế tử khác, ngoài Chaos bị giết. Tư Không Phàm nói. Hắn vừa nói thế, người xung quanh đều không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Nếu đúng là thế thì xảy ra chuyện lớn rồi, sắc mặt Thiên Quỳnh Tử trắng bệch. Giết thế tử được Thánh Giáo Đình dốc lòng bồi dưỡng chẳng khác nào đang khai chiến với Thánh Giáo Đình. Cho dù là thế lực nào, ít nhất với Tây Vực đều không thể một mình chống lại Thánh Giáo Đình. Lúc này ngay cả trong thành Thiên Đô cách đó hàng chục ngàn mét cũng có thể thấy rõ ánh sáng đen chói mắt dẫn thẳng đến chân trời. Đó chắc hẳn là Thế tử Thánh Giáo Đình. Ngước nhìn cây thánh giá vô cùng linh thiêng trên bầu trời, ông lão Thiên Tinh thở dài. Trong phủ thành chủ, Thanh Liên cũng cực kỳ sợ hãi nhìn ánh sáng chói mắt trên bầu trời, trong lòng vô vàn cảm xúc xen lẫn. Đã nói ngày bốn cậu chủ chiến quốc trở lại chính là lúc loạn thế đến, ban đầu bà ta vẫn còn hơi nghi ngờ. Nhưng bây giờ Thanh Liên tin chắc vào truyền thuyết này. Không lâu sau, trận pháp thiên cảnh chiếu thẳng đến phía Thánh Giáo Đình, một thi thể đã bị sấm sét đánh thành tro xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Mọi người không còn nghi ngờ nữa, thậm chí ngay cả bên thế tục cũng lập tức nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này. Tôi nghĩ 80-90% là do anh Tiêu làm rồi. Trong thế tục có không ít người ủng hộ Tiêu Chính Văn nói. Họ luôn đợi tin tức Tiêu Chính Văn ra tay, nhưng điều mà họ đợi lại là cảnh tượng Tiêu Chính Văn mấy lần chịu thua bốn cậu chủ chiến quốc, những người này đã không còn bình tĩnh được nữa, chỉ ước gì Tiêu Chính Văn có thể lập tức đánh bốn cậu chủ chiến quốc mới có thể giải tỏa cơn giận. Dù là cậu Tiêu làm thật thì cũng không thể nói bừa mấy lời này ra, huống hồ còn không có chứng cứ là do cậu Tiêu làm. Không ít người cũng đứng ra ngăn lại. Dù sao càng ít người biết chuyện giết thế tử càng tốt, dù có chứng cứ thật cũng không thể thừa nhận dễ dàng. Tần Vũ, lập tức điều động Hắc Băng Đài phong tỏa mọi tin tức liên quan, nếu có thể dám nói là Tiêu Vương làm thì diệt tộc ngay. Trong Thiên Tử Các, sau khi đọc được những bình luận trên mạng, Thiên Tử lạnh lùng dặn dò. Mặc dù Thiên Tử cũng mong chuyện này là do Tiêu Chính Văn làm như mấy người này, nhưng càng tin tưởng quá thì càng hỏng chuyện. Những người giống họ chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhưng lại không quan tâm đến hậu quả nghiêm trọng của việc này, chắc chắn sẽ làm hại đến Tiêu Chính Văn, cũng hại đến Hoa Quốc. Lúc này trên bầu trời biển sao trời, ngay cả bốn cậu chủ chiến quốc đều ngơ ngác nhìn về phía Thánh Giáo Đình. Họ biết rõ Hòa Thượng Tanaka đến thẳng Thánh Giáo Đình khi tạm biệt họ, lúc này vị thế tử của Thánh Giáo Đình phải được Hòa Thượng Tanaka bảo vệ mới đúng chứ. Nhưng dù là thế, vị thế tử của Thánh Giáo Đình vẫn bị giết hại tàn độc, hơn nữa tình trạng chết còn thê thảm. Điền Văn và Điền Khải nhìn nhau, đều nhìn thấy cảm giác không ổn trong mắt đối phương. Chắc không phải là hắn đâu nhỉ? Điền Văn nhíu mày lắc đầu. Cho dù thế nào hắn cũng không tin là người mà hắn nghĩ đó. Điền Khải ngẩng đầu lên nhìn Điền Văn, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ở một bên khác, Hòa Thượng Tanaka lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn hỏi. Cho dù cậu là Điền Văn hay Điền Khải, hôm nay đều phải nói rõ cho tôi. Hòa Thượng Tanaka gần như có thể chắc chắn là một trong hai anh em họ,
những cái khác có thể giấu được nhưng khí tức thuộc về bốn cậu chủ chiến quốc lại không thể che giấu. Trên thế giới này người có thể tùy ý điều động ý chiếu trời đất có thể đếm trên đầu ngón tay, mà bốn cậu chủ chiến quốc lại có khả năng này. Hai người Điền Văn và Điền Khải đã từng thể hiện thủ pháp này trước mặt mọi người. Ngoài họ ra, cả vùng ngoài lãnh thổ đã không tìm được người thứ ba. Hừ, vậy sao, Tiêu Chính Văn chỉ hừ một tiếng, không hề để tâm đến Hòa Thượng Tanaka. Cho dù cậu là ai, hôm nay đều phải nợ máu trả bằng máu, nói rồi Hòa Thượng Tanaka lại tung ra đòn tấn công. Lần này thế tấn công của ông ta mạnh hơn trước đó, sấm sét dày đặc như mưa biến thành một trận sấm sét đánh xuống. Lúc này ngay cả mỗi tấc đất dưới chân ông ta đều nổ tung vì sấm sét đầy trời này. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt khẽ cười, vừa vung tay chặn lại sấm sét vô tận đó vừa chậm rãi lùi ra khỏi phạm vi tấn công của Hòa Thượng Tanaka. Đường đường là cậu chủ chiến quốc, là đại diện của một nước, thế mà không dám đánh với tôi, Hòa Thượng Tanaka thấy Tiêu Chính Văn sắp thoát ra khỏi phạm vi khống chế của mình, không khỏi hét lên. Nhưng Tiêu Chính Văn lười đáp lời ông ta chỉ tiếp tục lùi. Mục đích đến đây hôm nay của anh là để giết thế tử và cậu chủ chiến quốc, còn Hòa Thượng Tanaka không nằm trong kế hoạch của Tiêu Chính Văn. Thế nên Tiêu Chính Văn không ham chiến với ông ta mà càng lùi càng xa. Bên biển sao trời đã sớm rơi vào tình thế hỗn loạn, không ít người đang bàn tán sôi nổi về chuyện này, đồng thời cũng đang lo lắng cho an nguy của bản thân. Nhất là bên Thánh Giáo Đình đã không còn nhịn được nữa, dù sao thế tử nhà mình cũng đã bị ám sát. Thế nên mọi người đều đang đợi khoảnh khắc hỗn chiến. Khi mọi người cùng đề phòng lẫn nhau, một bóng đen đi vào trong biển sao trời, thoáng chốc đã biến mất. Lúc này không ít người đều lộ vẻ lo lắng, biển sao trời rộng lớn nhường nào, người đồ đen đó xâm nhập vào biển sao trời nếu chỉ là chạy trốn thì còn yên ổn, nhưng nếu hắn lại giết thêm người, tấn công người xem xung quanh thì hậu quả, ngay khi mọi người đều cực kỳ lo lắng, chỉ có sắc mặt của Chaos hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này gã mặc áo giáp màu bạc, ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm thanh kiếm dài, sáng chói, nhìn từ xa thật giống như một vị thần dáng thế. Khác với những người khác, ngay khi bóng dáng của Tiêu Chính Văn vừa biến mất trong biển sao trời, Chaos ngay lập tức bắt được khí tức của Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó, gã nhảy xuống ngựa, chạy thẳng theo khí tức khủng khiếp của Tiêu Chính Văn. Trước đây, Chaos đã từng tiến vào biển sao trời, nhưng cho dù là vậy, gã cũng không hề có bất kỳ lợi thế nào. Dù sao biển sao trời cũng quá rộng lớn, cho dù gã đi trước người khác một bước thì cũng chưa chắc đã tìm ra dấu vết khí tức của rồng trong biển sao trời. Nhưng lúc này trên mặt gã lộ ra vẻ vui mừng, lúc Tiêu Chính Văn lẻn vào trong biển sao trời, gã dường như cảm nhận được một luồng khí tức dao động mạnh mẽ. Vì vậy, gã mới nóng lòng đuổi theo. Sự dao động xuất hiện từ hướng đó cực kỳ mạnh. Bất kỳ ai đều sẽ lập tức nghĩ đó chính là khí tức của rồng rải rác trong biển sao trời. Khi gã càng đến gần luồng khí tức dao động kia, cảm giác cũng dần trở nên mãnh liệt, đồng thời, một làn sương mù dày đặc bao phủ cả biển sao trời. Làn sương mù này vô cùng kỳ lạ, cường giả mạnh mẽ như Chaos cũng bị che khuất tầm nhìn, không nhìn rõ cả mọi vật cách đó 5 mét. Hả, Chaos đề cao cảnh giác theo bản năng, do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo. Lúc đến gần luồng khí tức đó, Chaos không kìm được sự vui mừng, bật ra tiếng cười lớn. Sau đó, gã tăng tốc, tay cầm kiếm kỵ sĩ, lao lên với tốc độ cực nhanh. Khi gã lao về phía luồng khí tức đó, nó lại chuyển động, hơn nữa còn lao về phía gã với tốc độ nhanh hơn. Cảm nhận được sự khác thường, trong lòng Chaos lập tức dâng lên dự cảm không lành. Nhưng tốc độ của luồng khí tức đó quá nhanh, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Gần như trong nháy mắt, một luồng ánh sáng đã phóng đến trán Chaos. Luồng ánh sáng đó khiến gã không dám nhìn gần, gã vội vàng lùi lại theo bản năng. Nhưng khi luồng ánh sáng đó tản đi, một người đàn ông đeo mặt nạ đen đang nhanh chóng phóng đi. Tách, một giọt máu tươi rơi lên bộ giáp trắng bạc của Chaos, nếu không phản ứng kịp với đòn tấn công vừa rồi, có lẽ gã đã chết trong tay đối phương. Luồng khí tức mạnh mẽ đó không phải khí tức của rồng, mà là một cái tát của Tiêu Chính Văn. Da thịt trên mặt Chaos co giật vài cái, cảnh tượng vừa rồi là một sự xúc phạm lớn đối với gã. Cho dù là ai thì đều không thể xúc phạm Thế tử Thánh Giáo Đình bằng cách này. Bùm, Chaos vô cùng tức giận,
khí tức dưới chân gã bốc lên, nước biển của biển sao trời cùng với luồng khí tức cuồng bạo này tạo thành một vòng xoáy nước dưới đáy biển. Một giây sau, Chaos phung thanh kiếm kỵ sĩ, đuổi theo với sát khí mạnh mẽ. Chạm vào vết tát trên trán, đôi môi của Chaos không ngừng run rẩy. Sau lưng gã xuất hiện một hình chữ thập đỏ như máu với sự tức giận tột độ. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng thuần khiết chiếu xuống, bỗng chốc, giống như có một quả bom siêu hạt nhân nổ tung trong biển sao trời, từng cơn sóng lớn lao về phía Tiêu Chính Văn. Ngay cả đám người đứng xem cũng nhận thấy sự bất thường của Chaos lúc này. Đáy biển sao trời xảy ra chuyện rồi, Thế tử Thánh Giáo Đình nổi giận, dùng đến cả huyết thập tự nữa. Lẽ nào Chaos bị tấn công? Mọi người kinh ngạc nhìn trận pháp thiên kính trên bầu trời. Huyết thập tự có thể coi là một trong những bí thuật tối cao trong Thánh Giáo Đình, để sử dụng nó không hề dễ dàng chút nào. Hơn nữa, mỗi lần dùng huyết thập tự sẽ gây ra tổn hại nhất định cho chính Chaos, ít nhất cũng phải mất vài tháng mới có thể khôi phục nguyên khí. Có thể nói, một chiêu này khiến kẻ địch bị thương 10 thì cũng khiến bản thân bị thương 8, trong tình huống bình thường, Chaos sẽ không dùng đến nó. Trừ khi gặp phải một đối thủ mạnh mẽ, nhưng bốn cậu tử Chiến Quốc và Hồng Ấn vẫn cách Chaos một khoảng nhất định, không thể có cơ hội tấn công gã mới phải. Lúc mọi người còn đang hoang mang, một đám mây rông cực lớn nổ ra cách Chaos hàng chục km, sau đó, sấm sét như mưa, tạo thành biển sét. Là Hòa Thượng Tanaka, chẳng phải ông ta đang ở Thánh Giáo Đình sao? Sao cũng chạy tới biển sao trời? Hòa Thượng Tanaka cũng bị người ta khiêu khích sao? Lẽ nào người vừa tấn công Chaos là ông ta? Lúc này, mọi người đều vô cùng sững sờ. Mọi thứ diễn ra trong giây phút thật khiến người ta cảm thấy khó tin. Đầu tiên là thế tử của Thánh Giáo Đình chết, sau đó đến Chaos dùng chiêu thức liều mạng, mà lúc này, ngay cả Hòa Thượng Tanaka cũng xuất hiện trong biển sao trời. Nhưng vì sương mù ngăn cản, ngay cả trận pháp thiên kính cũng không thể nhìn trong sương mù đã xảy ra chuyện gì. Có tin đồn rằng năm đó Hạng Vương đã từng vượt qua biển sao trời, hơn nữa còn để lại một tia ánh sao trong biển sao trời. Chính vì vậy, bất cứ ai vượt qua biển sao trời thành công, đều sẽ bắt trước ông. Cũng tạo thêm vài phần bí ẩn cho biển sao trời. Thậm chí còn có tin đồn rằng sở dĩ biển sao trời tỏa sáng ánh sao là vì từ xa xưa, mỗi người vượt qua biển sao trời đều sẽ để lại một tia ánh sao. Vì vậy mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh sao sẽ tỏa sáng như vũ trụ bao la. Lẽ nào người vừa đánh lén Chaos không phải người sống mà là khí tức của Hạng Vương và những đại tài khác để lại trong biển sao trời? Mọi người có suy đoán như vậy cũng liên quan đến việc trăm năm qua, trong các thế lực đều có cao thủ chết trong biển sao trời. Nếu chỉ là khí tức đáng sợ thì không thể khiến các nhân vật tài giỏi trong các thế lực chết ở đây. Nếu đúng là như vật thì sự xuất hiện của Chaos và Hòa Thượng Tanaka cũng chẳng có gì là kỳ quái. Đó dù sao cũng là khí tức mạnh mẽ mà Hạng Vương để lại, cộng thêm vô số cường giả khác cũng để lại khí tức của mình trong biển sao trời. Những khí tức này đan xen vào nhau, tạo ra uy lực mạnh đến cỡ nào, mọi người đều không dám tưởng tượng. Chẳng trách biển sao trời lại trở thành cấm địa trong hàng nghìn năm, đã không ai có thể vượt qua nó trong hàng trăm năm qua. Hơn nữa, làn sương mù bí ẩn này càng khiến người ta càng thêm khó hiểu. Trong những người có mặt ở đây, có cả cường giả cảnh giới đế quân, nhưng ngay cả bọn họ cũng không thể nhìn thấu làn sương mù này, điều này thật khó hiểu. Tôi luôn cảm thấy sương mù trong biển sao trời không hề đơn giản. Nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra chuyện lớn, Thiên Quỳnh Tử nghiêm túc nói. Sương mù ngày càng dày, nếu mấy cậu chủ, nói đến đây, chân mày của Tư Không Phàm cũng giật vài cái. Lúc Tư Không Phàm đang nói, Erdogan cách đó không xa cũng cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ, ngay sau đó, không đợi Tư Không Phàm nói xong, hắn đã lao vào trong biển sao trời. Luồng khí tức đó rất giống với khí tức của rồng, hơn nữa ai có thể ngờ rằng luồng khí tức đó là khí tức của rồng mà Tiêu Chính Văn cố tình phóng ra. Suy cho cùng, khí tức của rồng thật quá chân quý, đối với người bình thường, cho dù luyện được khí tức của rồng, cũng sẽ không dễ dàng phóng ra trong hoàn cảnh bình thường. Mà lúc này, Erdogan đã vô cùng sốt ruột, ngoài cậu chủ Chiến Quốc, còn có cao thủ như Hồng Ấn và Khổng Tề Thiên cũng thèm muốn khí tức của rồng. Ai có thể chiếm được khí tức của rồng trước thì người đó sẽ thắng. Erdogan không cảnh giác như Chaos, mà lập tức đuổi theo với tốc độ nhanh nhất.
Nhưng khi hắn vừa đuổi kịp luồng khí tức đó, thứ chào đón hắn không phải là khí tức của rồng trong biển sao trời, mà là một cái tát của Tiêu Chính Văn. Bụp, Erdogan không chút phòng bị, cái tát của Tiêu Chính Văn đã hạ xuống người hắn. Lần trước Erdogan suýt chút nữa bị Tiêu Chính Văn hạ gục bằng một đòn, còn lần này, cả lục phủ ngũ tạng của hắn gần như bị đảo lộn. Sau khi ra tay, bóng dáng của Tiêu Chính Văn lập tức biến mất, tiếp tục đi vào trong biển sao trời. Phụt, cho đến khi bóng dáng của Tiêu Chính Văn biến mất trước mặt hắn, Erdogan mới phun ra một ngụm máu lớn, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, tỏa ra sát khí, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn về hướng bóng dáng Tiêu Chính Văn biến mất, giận dữ gầm lớn. Đây là lần thứ hai hắn bị đánh lén, lần trước đã bị người này đánh trọng thương, lần này lại tiếp tục như vậy, suýt chút nữa còn mất mạng dưới biển sao trời, sao hắn có thể không tức giận được? Điền Văn, Điền Khải, các người đúng là ức hiếp người quá đáng. Erdogan giận dữ gầm lớn, nghe thấy tiếng hét của hắn, Chaos cũng lập tức lao tới. Cả người Erdogan đầy máu, như vừa bị tấn công, ánh mắt đằng đằng sát khí, Điền Văn. Anh em họ Điền, Erdogan cầm thanh kiếm dài trong tay, nói với giọng đầy phẫn uất. Giết, cơn lửa giận của Chaos lại nổi lên, gã rút kiếm, gầm lên mạnh mẽ. Chương 4393 Sogo Sakai và Erdogan đều là nhân vật cùng đẳng cấp với bốn cậu chủ chiến quốc, sao có thể nhẫn nhịn được nỗi nhục lớn này. Lúc này, Erdogan và Sogo Sakai đã kết thành đồng minh tạm thời, hai người liên thủ truy sát tới. Những nơi mà bọn họ đi qua, khí tức ngút trời, sát khí kinh người. Dọc đường vừa khéo gặp phải Khổng Tề Thiên cũng đang tìm tới làm cho ra nhẽ. Khổng Tề Thiên lập tức hiểu ra tất cả mọi chuyện khi liếc nhìn Sogo Sakai trên trán còn in hẳn dấu bàn tay đỏ bừng và cả Erdogan khắp người be bét máu, trông hết sức thê thảm. Ba người chúng ta liên thủ giết chết hai phần tử cặn bã anh em nhà họ Điền. Khổng Tề Thiên thật ra cũng đang bừng bừng lửa giận, Tề Thiên Thư Viện là thế lực được đặt tên theo tên của ông ta, vậy mà lại bị anh em Điền Văn tàn sát nhân lúc ông ta không phòng bị. Mối thù này, ông ta sao có thể bỏ qua được? Chỉ là vướng phương diện tình cảm và cả sự cân bằng giữa các bên nên Khổng Tề Thiên mới không nhắc lại chuyện cũ, thế nhưng mượn màn sương bao phủ trên biển sao trời ngày hôm nay và cả việc gặp mặt Sogo Sakai cũng như Erdogan, vừa hay có thể gột rửa luôn mối nhục xưa kia. Và lại, bên trong biển sao trời vốn dĩ vô cùng nguy hiểm, dù mấy người bọn họ có ra tay giết anh em Điền Văn thì ai có thể biết được là bọn họ làm. Ba người họ đều sát khí ngút trời, khí tức bộc phát toàn bộ. Ngay cả biển sao trời cũng hình thành nên ba cột nước thông thiên cùng lao về một phía. Hồng Ấn đang tìm kiếm khí tức của rồng thật cũng bị khí thế của ba người bọn họ thu hút mà tìm tới. Căn bản không cần nhiều lời, chỉ cần trao đổi một ánh mắt, Hồng Ấn đã gia nhập vào trong hàng ngũ truy giết hai anh em Điền Văn. Có thể nói, ngoại trừ bốn cậu chủ chiến quốc gia thì bên trong biển sao trời đều đang truy giết anh em Điền Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn đã thu hồi khí tức của rồng. Lao nhanh về phía một ẩn mật. Đừng thấy những người này có bối cảnh kinh thiên mà lầm, trên thực tế Tiêu Chính Văn lại vượt xa cả đám bọn họ. Bên trong Thiên Sơn Thư Lục không chỉ ghi chép các loại trận pháp, các nơi trên thế giới mà thậm chí còn ghi chép cả nơi cất giấu báu vật ở vùng ngoài lãnh thổ. Những người này theo đuổi khí tức của rồng thật, Tiêu Chính Văn căn bản còn chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần, dẫu sao anh cũng có ba trái tim rồng, khí tức của rồng có là gì đâu. Hoàn toàn không đáng để Tiêu Chính Văn phải bận tâm về nó. Đi tới tận cùng bờ bên kia của biển sao trời, màn sương xung quanh cũng trở nên dày đặc hơn. Bên trong màn sương mờ mịt, thấp thoáng có thể nhìn thấy một điểm sáng trắng lóe lên. Tiêu Chính Văn bước nhanh tới gần, chỉ thấy bên trên một khối nham thạch rất to viết bốn chữ lớn, Tây Sở Bá Vương. Xung quanh khối nham thạch rất lớn còn có mấy bộ xương khô đang ngồi, hơn nữa mấy người bọn họ ai ai cũng mặc áo giáp. Mặc dù bây giờ đã là một bộ xương khô nhưng vẫn toát lên khí tức cường đại. Chương 4394 thậm chí ngay cả Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được một luồng khí tức bá đạo chỉ thuộc về quân nhân. Long Thư, liếc nhìn một bộ xương đang ngồi xếp bằng, tay cầm kiếm dài trong số đó, trong bộ giáp bạc sáng chói, bên trên vị trí của hộ tâm kính, có hai chữ Long Thư được viết bằng chữ triện. Mãnh tướng số 1 dưới trướng hạng vương Long Thư. Hóa ra xác của bọn họ đều nằm trong biển sao trời ở vùng ngoài lãnh thổ. Không cần phải hỏi, mấy người bên cạnh chính là bốn chiến thần lớn dưới trướng hạng vương. Soạt,
bên trên mỏm đá lớn đột nhiên lóe lên một ánh hào quang, nham thạch vốn trông rất bình thường chẳng có gì kỳ lạ kia lập tức trở nên vô cùng uy nghiêm. Một luồng khí tức cường đại áp chế cả vạn dặm, giống như trước mắt không phải một viên đá lớn không có sức sống mà là hạng vương khí tức bá đạo vô song đang đứng ngay trước mặt Tiêu Chính Văn. Giáo bạc trấn thiên hạ, bảo vệ lấy càn khôn, liếc nhìn thiên hạ, ta tự phong tôn. Một đoạn thần niệm lập tức xuất hiện trong đầu Tiêu Chính Văn. Âm thanh vừa chấm dứt, chỉ thấy sóng gió vạn dặm nổi lên, khí tức bá đạo giống như cuồng phong dâng lên từng đợt sóng cao ngút trời từ dưới đáy biển. Giống như một thần niệm tới từ mấy nghìn năm trước vừa sống lại. Lúc này ở biển sao trời, nước biển không ngừng dâng cao, vô số cát đá lóe lên những tia sáng long lanh. Tiêu Chính Văn không khỏi cảm thấy lạ thường, không phải Hạng Vũ chết vì thủ đoạn thâm độc của thiên đạo minh ước sao? Nơi này sao lại có ý chí còn sót lại của Hạng Vũ vậy chứ? Thế nhưng, hai hàng chữ ngắn ngủi này lại mang theo khí tức bá đạo và uy nghiêm bất tận của Hạng Vũ lúc còn sống, có một luồng uy áp vô danh. Đây là truyền thừa của Hạng Vũ ư? Tiêu Chính Văn lập tức hiểu ra tất cả. Hóa ra Hạng Vũ đã tính toán chuẩn xác từ lâu, bản thân nhất định sẽ gặp phải sự tấn công lật đổ của thiên đạo minh ước, vậy nên mới lưu lại truyền thừa của mình tại nơi này vào lúc vượt qua biển sao trời. Trong nháy mắt, bên giống như có một bóng dáng anh tuấn mặc chiến giáp màu bạc bước ra từ nham thạch đó, mỗi một bước chân đáp đất, bên trong biển sao trời lập tức phát ra những tiếng vang cực lớn lay động cả đất trời. Bóng dáng đó chậm rãi hợp lại với bóng dáng của Tiêu Chính Văn, cuối cùng hoàn toàn hòa nhập vào trong cơ thể của Tiêu Chính Văn. Trong đầu Tiêu Chính Văn lập tức xuất hiện kiến thức bị thất truyền hơn người của cây giáo bá vương. Tảng đá lớn đó cũng hóa thành cho bụi, hoàn toàn sụp đổ. Mấy cái xác khô xung quanh tảng đá lớn đó cũng lập tức hóa thành cho bụi, ngay cả giáp sắt trên người bọn họ cũng biến mất không thấy tăm hơi. Chương 4395 lúc này, Tiêu Chính Văn như thể nhìn thấy một nam thanh niên mặc giáp bạc, uy phong lẫm liệt, tay cầm giáo bạc đi tới bên dưới tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn tảng đá lớn phía bên trên, trong ánh mắt ngập tràn vẻ bi thương. Mặc dù đây chỉ là ảo ảnh nhưng Tiêu Chính Văn lại có thể khẳng định được rằng nam thanh niên kia chính là Hạng Vương đã qua đời. Là Tây Sở Bá Vương từng xem thường thiên hạ, thần dũng vô địch. Cùng lúc này, một thân rồng màu trắng lập tức bay lên từ trong lòng đất, lượn vòng trong biển sao trời, vô số ánh sao chiếu thẳng về phía thân rồng màu trắng đó, Tiêu Chính Văn vội vàng dùng tay bắt lấy. Con rồng trắng đó lập tức hòa vào trong cơ thể của Tiêu Chính Văn. Đây quả thực là khí tức của rồng. Thế nhưng lại không phải là loại khí tức của rồng còn sót lại trong thế gian mà là một long hồn thực thụ. Hơn nữa còn là hồn của rồng Bạch Long. Đúng vào lúc này, trong biển sao trời truyền tới những tiếng vang thông thiên, mặt biển điên cuồng giống như muốn đảo lộn đất trời, thôn tính nhật nguyệt. Ở bên ngoài là những con sóng chọc trời cao tới cả nghìn mét, điên cuồng tàn phá trên biển sao trời. Màn sương xung quanh cũng dần bị khí nước hấp thụ và biến mất tăm. Tiêu Chính Văn cũng không ở lại thêm, cơ thể chuyển động và lập tức biến mất. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn vừa mới rời khỏi biển sao trời, trên biển sao trời đã bộc phát trận đại chiến kinh thiên động địa. Bởi vì màn sương tản đi, anh em Điền Văn đang tìm kiếm khí tức của rồng ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mấy người Khổng Tề Thiên. Giết bọn chúng, Erdogan là người đầu tiên gầm lên đầy phẫn nộ. Hắn đã bị đánh lén tới 2 lần. Bây giờ thầm hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải một mất một còn với anh em Điền Văn. Tiễn trận đáng sợ lập tức được sử dụng, màn mũi tên màu đen giống như màn mưa bao trùm lấy hai người Điền Văn và Điền Khải. Cùng lúc này, Hồng Ấn cũng ra tay, đòn công kích của ông ta đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất. Một nhát thiên kiếm chém thẳng về phía Điền Văn, kiếm khí điên cuồng như muốn chặt đứt cả đất trời một phương. Ngay cả những người quan sát trận chiến cũng hít sâu khi thấy cảnh tượng này. Dù gì với chiến lực của Hồng Ấn cũng tuyệt đối vượt xa 4 cậu chủ chiến quốc, nhát kiếm này lại được tung ra trong lúc ông ta đang nóng giận, khí tức gần như có thể bổ đôi đất trời. Khổng Tề Thiên cũng vung tay lên, một cuộn trúc cổ màu đỏ ngút trời giống như một bộ thiên thư từ trên trời rơi xuống, chặn đứng đường lui của hai người Điền Văn và Điền Khải. Một cái giá chữ thập màu đỏ cực lớn rơi từ trên trời xuống, như thể sẽ phá nát cả biển sao trời, sát khí vô tận chấn động cả đất trời một phương. Mấy người này gần như vừa ra tay đã tung ra những sát chiêu chí mạng, khiến cho hai anh em Điền Văn phải đổ mồ hôi lạnh. Chương 4396 bọn họ thật sự không hiểu tại sao mấy người này lại vây đánh bọn họ ngay đầu tiên. Mọi người đều đang tìm khí tức của rồng ở biển sao trời,
vừa mới gặp mặt đã lập tức bị bốn người liên thủ công kích, điều này rõ ràng chẳng thể ngờ nổi. Mấy người làm vậy là có ý gì? Chuyện ở núi Bách Long không phải đã hòa giải rồi sao? Điền Văn vừa né tránh đòn công kích của đám người vừa lớn tiếng giải thích. Hừ, các người thật sự cho rằng chúng tôi sợ các người sao? Điền Khải nhìn về phía đám người với gương mặt méo mó. Mấy người này rõ ràng quá đáng lắm rồi, không nói năng gì, vừa nhấc tay đã là chiêu thức tuyệt sát, nếu như không phải hắn phản ứng đủ nhanh thì ban nãy đã bị huyết thập tự kia nghiền nát rồi. Mọi người đều là nhân vật cùng cấp, liều mạng thì ai sợ ai. Cũng chính vì tiếng gầm phẫn nộ của Điền Khải mà sự công kích của mấy người lập tức đều nhắm thẳng vào hắn, họ điên cuồng lao tới. Đối diện với hỏa lực tập trung của mấy cao thủ đồng cấp, Điền Khải cũng có phần không thể trụ nổi rồi. Hơn nữa, bên trong còn có hồng ấn sâu không thể lường, thực lực còn cao hơn cả bốn cậu chủ chiến quốc, nên hắn còn chưa kịp trả đòn đã bị thương nặng. Khi một luồng sóng khí khủng bố công kích tới, ngay cả mặt biển sao trời cũng phải dâng cao. Vô số dòng nước biển gần như đều bị biến hóa chỉ trong nháy mắt, Điền Khải đầu tóc rối bời, nôn ra máu rồi bay ra xa. Chuyện trên núi Bách Long đã hòa giải rồi, sao mấy người vẫn còn truy sát hai anh em chúng tôi, Điền Khải vừa nói vừa phun ra một ngụm máu lớn. Lúc này, hắn đã chẳng còn uy phong của cậu chủ chiến quốc nữa, khắp người từ trên xuống dưới be bét máu, ngay cả quần áo cũng nhàu nát, trông như một tên ăn mày. Hừ, chuyện trên núi Bách Long quả thực đã qua nhưng hôm nay mấy người lại đánh lén chúng tôi, thật sự coi chúng tôi là bùn đất sao? Erdogan là người đầu tiên bực tức lên tiếng. Cái gì, chúng tôi đánh lén mấy người ư? Điền Văn nghe thấy lời này thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi nghĩ tới ban nãy thế tử bên phía thánh giáo đình đột nhiên mất mạng. Nhưng bên phía biển sao trời lại chẳng có ai mất mạng cả. Thấy Điền Văn tỏ ra nghi hoặc, Chaos cười khẩy, dùng thanh kiếm dài kỵ sĩ trong tay chỉ vào Điền Văn, nói, sự việc đã tới nước này mà còn giả vờ như mình là kẻ vô tội sao. Vừa dứt lời, khí tức của Chaos cũng bộc phát triệt để, huyết thập tự cực lớn xuất hiện ngay sau lưng gã. Không để cho Điền Văn giải thích, cuộn trúc cổ của Khổng Tề Thiên đã từ trên không nện xuống. Cuộn trúc cổ cực lớn bao trùm lấy bầu trời, mạnh mẽ đập thẳng lên trên lưng Điền Văn. Khụ, Điền Văn phun ra một ngụm máu lớn, quay đầu nhìn về phía Khổng Tề Thiên, nói, Khổng Tề Thiên. Ông, chương 4397 vẫn chưa nói xong, Điền Văn chỉ cảm thấy ngũ tạng như xoắn lại với nhau, lại phun ra một ngụm máu nữa. Khổng Tề Thiên lạnh lùng nhìn về phía Điền Văn, trong mắt lóe lên vẻ hung hãn. Nếu như đối phương không phải là Điền Văn mà đổi lại là một cao thủ ở cảnh giới đế quân thông thường thì đòn vừa rồi đã đủ để giết chết đối phương chỉ trong nháy mắt rồi. Mấy người lại bị người mặc đồ đen đánh lén sao, Điền Khải lúc này đã khôi phục lại mấy phần thần trí. Nhưng không để cho hắn giải thích, Hòa Thượng Tanaka cũng lập tức lao tới, giơ tay giáng xuống một đòn thiên lôi. Đâu chỉ là bị người ta đánh lén, thế tử của Thánh Giáo Đình đã bị giết rồi. Mấy người nộp mạng đi. Hòa Thượng Tanaka lúc này tức giận tới độ trợn tròn hai mắt, sát khí bừng bừng. Mặc dù ông ta không phải là cậu chủ của thời kỳ chiến quốc, nhưng chiến lực tuyệt đối không yếu hơn mấy người Điền Văn. Hơn nữa đòn này của ông ta lại đánh vào lúc Điền Khải đang bị trọng thương, Điền Khải căn bản không kịp chống đỡ, lại phải hứng thêm một đòn nữa. Giết, nghe nói em ruột của mình bị giết, Chaos hoàn toàn nổi điên rồi, huyết thập tự lập tức phình to như núi, áp chế xuống, chỉ muốn nghiền nát Điền Khải ra thành thịt nhão. Chaos ra tay cũng khiến cho mọi người đang có mặt lập tức bộc phát sát khí ngút trời. Lần này, không chỉ có một mình Chaos mà ngay cả đám người tới xem trận chiến bên phía Thánh Giáo Đình cũng gia nhập vào chiến đoàn. Ông lão mặc đồ trắng khi trước thậm chí còn xé bỏ bộ đồ trắng, tay cầm kiếm dài màu đồng thiếc. Ông ta ngay lập tức phát động công kích với Tư Không Phàm người tới để khuyên can. Tư Không Phàm cũng hết sức kinh ngạc, vốn dĩ ông ta chỉ đề phòng có chuyện ngoài ý muốn nên mới đặc biệt tới bảo vệ cho mấy người Điền Văn, nhưng rõ ràng bởi vì sự gia nhập của ông ta đã trực tiếp vén lên bức màn của trận hỗn chiến. Thế tử của Thánh Giáo Đình bị giết rồi ư? Sau khi Điền Văn nghe thấy thông tin này thì cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như không có người mất mạng vì chuyện này thì tất cả đều dễ nói. Nhưng bên phía Thánh Giáo Đình đã có người chết, đây chính là mối thù máu. Lúc này, Điền Văn thật sự chỉ muốn bắt được tên đầu sỏ đánh lén kia rồi băm vằm ra làm nghìn mảnh. Thánh Giáo Đình không phải là thế lực mà nhà họ Khổng có thể kiểm soát,
một khi chọc giận thánh giáo đình thì ngay cả nhà họ Khổng cũng không bảo vệ nổi cho hắn, hơn nữa sẽ còn gây nên họa lớn cho đất Tề. Dẫu sao Điền Văn cũng là cậu chủ của Điền Tề, xảy ra chuyện thì đối phương đương nhiên sẽ không bỏ qua cho đất Tề. Bây giờ, bất cứ lời giải thích gì đều không có hiệu lực, bắt buộc phải nghĩ cách thoát thân mới được, nếu không thì hai anh em họ nhất định sẽ chết ở biển sao trời. Điền Văn đã có ý nghĩ tháo chạy thì Điền Khải cũng không cam tâm mà lùi ra sau. Ai cũng biết biển sao trời là phạm vi thế lực của Thánh Giáo Đình, chạy chậm một bước thì bên phía Thánh Giáo Đình có thể sẽ thẳng tay giết chết hai người họ khi cơn giận lên tới đỉnh điểm. Chương 4398 dù không phải là bọn họ làm, nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ về phía hai người bọn họ có 100 cái miệng cũng chẳng thể giải thích. Thế lực sau lưng bọn họ, dù là nhà họ Điền ở Tề Quốc hay nhà họ Khổng, ai sẽ biện bạch cho bọn họ sau khi bọn họ chết? Nguyên nhân đòi mạng nhất là ngay cả Khổng Tề Thiên trong nội bộ nhà họ Khổng cũng hiểu nhầm rằng bọn họ mới là kẻ đầu sỏ, thậm chí còn không ngại sử dụng cuộn trúc thượng cổ để ra tay giết hai người bọn họ. Dưới tình cảnh bị nhiều người vây đánh như vậy, bọn họ đã mất hết sức lực, phía xa, mấy người Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng cũng đang tìm tới. Lỡ như bị Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng chặn lại ở biển sao trời, hai người họ có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát thân. Dù gì trong số 4 cậu chủ chiến quốc thì Ngụy Vinh Kỳ cũng là người có chiến lực mạnh nhất, thực lực gần như đạt tới đỉnh cao của cảnh giới đế quân, chuẩn bị đột phá lên thiên cảnh. Đối diện với cao thủ ở đẳng cấp như vậy, dù Điền Văn hay Điền Khải vào thời kỳ đỉnh cao nhất cũng không dám đấu một trận, huống hồ bây giờ hai người họ đều đã bị trọng thương. Đều là chuyện tốt do chú làm ra, lần này bị chú hại chết rồi. Điền Văn nghiến răng gầm lên một tiếng với Điền Khải. Sau đó ngăn lại một đòn của Khổng Tề Thiên. Có cái rắm, Điền Khải tôi thật sự muốn giết người thì cần tới mặt nạ đen sao, khuôn mặt của Điền Khải đã trở nên méo mó. Thật ra người đánh lén Tiêu Chính Văn ngày hôm đó chính là một trong số hai người bọn họ, chỉ là lúc đó bọn họ tự cho rằng mình đã cao tay rồi. Hơn nữa, người giống như Tiêu Chính Văn, dù có thật sự giết chết thì cũng sẽ không dấy lên được sóng to gió lớn gì. Sau này lại công khai thân phận. Ngược lại sẽ còn rát vàng lên mặt mình. Nhưng trước mắt thì không phải vậy, liên tiếp đánh lén nhiều thế tử cậu chủ như vậy, thậm chí còn giết cả người bên phía Thánh Giáo Đình, tính chất của sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Những người liên thủ truy sát bọn họ ngày hôm nay, có ai không có bối cảnh lớn mạnh? Dù là ai thì cũng đủ để đối kháng với thế lực đứng sau lưng hai người họ. Bọn họ vốn còn định sau khi công bố thân phận sẽ đuổi Tiêu Chính Văn ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ. Tiện tay đoạt lại quyền kiểm soát thế tục, nhưng bây giờ thì ai dám nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này. Để giữ lấy tính mạng, hai anh em Điền Văn gần như đã dùng cả chiêu thức liều mạng, chỉ là trong lòng hai anh em đều lo sợ tới cực điểm. Mãi tới bây giờ, ngay cả việc ai âm thầm giá họa cho bọn họ cũng không biết, nhưng lại gây nên tai họa ngút trời. Tất cả những chuyện phát sinh bên phía biển sao trời được truyền ra rất nhanh, thế giới bên ngoài lập tức trở nên xôn xao. Bên phía Vi Hào cũng lập tức kiểm tra tình trạng của mình ngay khi vừa mới nhận được tin này. Nhưng không tra vẫn còn tốt, vừa mới tra, không chỉ có đại đệ tử Sakai dưới trướng Hachiki Orochi bị giết mà ngay cả đệ tử của Sakai, hàng nghìn đệ tử của âm dương giáo đều chết thảm trong tay người thần bí kia. Ngay lập tức, bên phía Vi Hào cũng hoàn toàn bị chọc giận. Chỉ thấy một bóng dáng cực lớn bay thẳng lên không, chém giết về phía biển sao trời. Chương 4399 một giây sau, vô số luồng khí tức cường đại đồng loạt lao về phía biển sao trời. Hachiki Orochi bừng bừng khí thế, đạp hư không tiến tới, uy áp bất tận đàn áp cả đất trời. Dừng tay, giọng nói lạnh lùng của Hachiki Orochi vang lên, mọi người đều phải lùi ra sau nửa bước, ngay cả Hồng Ấn cũng lập tức dừng tay, quay đầu nhìn về phía Hachiki. Lúc này, khắp người Điền Khải đã toàn là máu. Nếu như không phải Hachiki ngăn mấy người này lại thì hắn đã đầu lìa khỏi cổ luôn rồi. Điền Văn bây giờ cũng thảm tới độ không nỡ nhìn, ngay cả nửa thân người cũng đã bị đánh nát như. Ai giết đệ tử của tôi? Ánh mắt Hachiki như có điện, nhìn về phía hai anh em Điền Văn bằng khí thế bức người. Không, không phải tôi, Điền Khải bất lực phân bua. Giao tình giữa hắn và Hachiki vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa trước đây còn chạy tới địa bàn của Vi Hào để xin Hachiki bảo vệ. Hachiki lạnh lùng liếc nhìn Điền Khải, nói chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, đợi sau này tra rõ kẻ đầu sỏ thì nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng.
Thấy Hachiki lên tiếng, mọi người đang có mặt cũng chỉ đành dừng tay tại đây. Mặc dù đám người nhất thời tản đi, nhưng gần như đều đang âm thầm ghim hận hai anh em Điền Văn trong lòng. Điền Văn thấy mọi người lùi ra sau mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mới sải bước định lên xe ngựa, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói của Hachiki, mấy người không được đi. Chuyện này e rằng không thỏa đáng nhỉ. Vừa nói, cơ thể của Tử Cống cũng bay vút lên không, lạnh lùng nhìn Hachiki. Chuyện này quả thật quá lớn, cho dù Hachiki Orochi có suy xét từ bất kỳ phương diện nào đều phải nói rõ ràng với nội bộ Vi Hào, dù chuyện này có phải do Điền Văn làm hay không, ông ta đều sẽ để Điền Văn gánh trách nhiệm này. Hachiki Orochi chưa kịp lên tiếng, Kaius lạnh lùng nói, hai vị tiền bối, tôi có lời muốn nói. Nói rồi Kaius nhảy khỏi ngựa chiến chắp tay với hai người nói, với lỗi lầm mà họ phạm phải, nếu đổi thành người khác đã bị giết từ lâu rồi. Nhưng dù họ là cậu chủ chiến quốc cũng phải cho mọi người một câu giải thích mới được, nếu không cả Tây Vực sẽ nổi giận khó nguôi, lẽ nào vì hai người họ mà hai vị tiền bối muốn chống lại cả Tây Vực sao? Kaius không hề khách sáo nói, nhưng dù sao gã cũng là đại diện của Thánh Giáo Đình, mặc dù Hachiki Orochi và Tử Cống đều cảm thấy bất mãn nhưng cũng không thể làm gì được gã. Tất nhiên chúng tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích nhưng bây giờ sự thật vẫn chưa rõ ràng, người đồ đen chỉ có một. Không thể để hai người họ chịu tội thay người đồ đen, không công bằng. Chỉ cần điều tra ra được ai là hung thủ, người khác không cần ra tay, hai người bọn tôi cũng sẽ giết hắn. Các cậu đã hài lòng chưa? Tử Cống nói thế không chỉ là nói cho một mình Kaius nghe mà là nói cho tất cả mọi người ở Tây Vực nghe. Nếu Tử Cống đại diện cho nhà họ Khổng đã nói đến mức này, các thế lực khác cũng không truy cứu thêm nữa. Dù sao thế lực cũng mạnh. Đằng sau Điền Văn có một nước Tề, mà Tử Cống lại đại diện cho nhà họ Khổng. Chương 4400 muốn chém hai người họ trước khi chưa có chứng cứ rõ ràng cũng không thực tế. Cho dù nhà họ Khổng hay nước Tề đều không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện chọc vào. Xem ra anh em nhà họ Điền lại thoát được một nạn, Ngụy Vinh Kỳ đứng trên không trung lạnh lùng nhìn Điền Văn và Điền Khải. Triệu Thắng và Hoàng Yết ở bên cạnh hắn cũng lạnh lùng nhìn về phía đó. Gương mặt toát ra sát khí. Cuối cùng anh em Điền Văn vẫn bị đưa về Đông Vực, nhưng từ lúc đó cho dù là nhà họ Khổng hay Tử Cống đều không thể bảo vệ được hai người họ nữa. Nếu không ngay cả nhà họ Khổng cũng sẽ bị mọi người chỉ trích, bị các thế lực nhắm vào, lớn mạnh như nhà họ Khổng cũng không chịu được lời nói của cả vùng ngoài lãnh thổ. Kết quả này vẫn khiến Tiêu Chính Văn rất bất ngờ, cuối cùng anh vẫn đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ anh em Điền Văn của nhà họ Khổng. Xem ra thế lực của Điền Văn vẫn rất quan trọng với nhà họ Khổng, nếu không Tử Cống và Tử Dư cũng sẽ không ra sức bảo vệ tính mạng của hai anh em Điền Văn. Ngay khi hai anh em Điền Văn bị đưa về Đông Vực, nhà họ Khổng công khai với cả Đông Vực nhà họ Khổng tuyệt đối không bênh vực cho hung thủ trong chuyện này. Bây giờ ngay cả nhà họ Khổng cũng không dám bảo vệ anh em Điền Văn thêm nữa, có thể thấy rõ hậu quả nghiêm trọng của chuyện này. Anh em Điền Văn còn chưa quay về nhà chính nhà họ Khổng. Hachiki Orochi đã bay vút lên trời, lạnh lùng hỏi, nói đi có phải cậu không? Điền Khải lắc đầu, dù có là hắn làm thật thì hắn cũng sẽ không gánh trách nhiệm vào lúc này chứ đừng nói là hắn không hề liên quan đến chuyện này. Cũng cùng một câu hỏi mà người hỏi là Tử Cống và người được hỏi là Điền Văn. Nói đi, có phải cậu giết không? Tử Cống sầm mặt, uy nghiêm hỏi. Ông Tử Cống, quả thật không phải do tôi làm. Hơn nữa tôi và Thánh Giáo Đình trước giờ không có thủ oán gì, tại sao tôi phải giết thế tử của họ? Lúc này Điền Văn đã kiềm chế đến mức bùng nổ. Tử Dư lạnh lùng nhìn Điền Văn, nhíu mày nói, đường đường là cậu chủ mà lại bị người khác bày mưu tính kế, chứng tỏ các cậu chọc phải người nào đó không nên chọc vào rồi. Đối phương muốn mượn đao giết người, dồn các cậu vào chỗ chết. Nếu không nhanh chóng tra ra thân phận thật của người này thì chuyện tương tự sẽ lại xảy ra thêm lần nữa. Cho dù chuyện này có liên quan đến hai anh em các cậu hay không, các cậu đều phải đội cái nồi này. Nghe thế Tử Cống gật đầu nói, xem ra có một người mạnh hơn các cậu đang ẩn náu xung quanh, luôn âm thầm bày bố, nói cách khác là bẫy các cậu vào hố, đợi các cậu tự chui vào lưới. Cậu chủ Điền Văn vốn dĩ quay về Đông Vực là muốn dọn sạch các thế lực phản đối nhà họ Khổng, độc chiếm Đông Vực và đất Tề, trở thành thế lực mạnh nhất ở ngoài lãnh thổ. Nhưng ai mà ngờ họ còn chưa bắt đầu kế hoạch, Điền Văn đã bị người ta thầm tính kế, trở thành nơi chỉ trích của mọi người.
Còn hai chi kia Orochi không chịu như thế, nhìn Tử Cống và Tử Dư từ xa nói, chuyện này phải nói rõ ràng với các bên, vì hảo bọn tôi cũng mong nhanh chóng có thể an ủi linh hồn của người mất. Thật ra bên Vi Hào và Thánh Giáo Đình cũng có hợp tác chặt chẽ, có thể nói là hai bên đã có thỏa thuận cùng nắm quyền Tây Vực. Thế nên Vi Hào cũng phải cho Thánh Giáo Đình một lời giải thích hợp lý về chuyện này, nếu không ngay cả Hachiki Orochi cũng khó có chỗ đứng ở Tây Vực. Phải tìm người chịu thay. Tử Cống lạnh lùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.